Bộ xám dạ em còn đó chị Sunny Lê ơi, em có màu luôn. Rồi vô xem xe đi mấy chị ơi. Vô bảo đầu la tí xíu nha. Bảo đầu la đi vô lấy hàng kia cho chị đây, tặng khách đầu la đi. Mới nhận áo khoác quần jean đẹp lắm. Cảm ơn em yêu tiêu. Trời ơi, nhanh nha. Set em mặc có màu á, đổi xíu đi vô chia sẻ này. Săn hàng 9k đầu la. Đưa em đưa set đang mặc. Đây. Chị lấy màu nào? Đây, màu hồng, lấy hai màu mặc đi chị Sunny Lê. Màu nu, lấy màu sẫm đậm với màu nu. Nó đẹp lắm luôn, thiệt. Em giờ em khuyên màu hồng thì màu hồng thì phải kén da tí xíu. Cho bả đồ đẹp lắm. Cảm ơn Anna Kim nha, cảm ơn bà nha. Cảm ơn bà nha. Rồi ghi giùm em nha, màu. Chị lấy màu sẫm đậm với màu nu đi, dễ mặc nhất và màu rất là sang luôn. Thiệt sự, em mà đã khuyên ai là em khuyên chân tình lắm mọi người. Chân tình đến từng cọng lông. Rồi vô săn hàng 9k chia sẻ giùm em này, săn hàng 9k đi mấy chị ơi. Người ta săn sale Lazada mình cũng phải săn sale á hả? Dung Lada chứ mọi người. Dung La Cà luôn. Set này em còn 2 set, lấy đi cho em nó hết mẫu luôn. Đợi xíu nha, em đang soạn hàng 9k ra cho mấy chị tặng tương tác. Phải tương tác luôn mà tặng săn sale. Người ta là Lazada còn đây là Dung La Cà. Đó, ghê không? Ghê chưa? Rồi vô chia sẻ giùm em này. Cái điều đầu tiên mấy bà phải làm là phải chia sẻ đã nha. Chia sẻ cho tôi đã nha. Lấy hai màu đi chị, đẹp lắm. Không, chị mà ấy chị lấy một màu trước cũng được. Nhưng mà khuyên chân thành tại vì có 148.000 à. Nó rẻ lắm. Nó rất là rẻ luôn. Lấy hai màu mà mặc. Tại set này mọi người mua về mặc ấy á. Sám đậm đi chị Sunny Lê này. Nhưng mà phần cho cái cách im mẹ mày đi. Đang mặc bao nhiêu Dung? Hả? Rồi hết sắm đậm luôn rồi chị ơi, hết sắm đậm rồi. Bộ đang mặc em hết sắm đậm rồi chị Sunny Lê không có luôn, sao nãy không nói chị? Nói lúc ta đi thay đi cho nó đỡ mệt. Rồi ghi giùm em nha, em hết rồi, em còn 3 màu này thôi, hết sắm đậm rồi chị ơi. Rồi 97 rồi, lên xíu nha, 97 rồi. Mẹ cảm ơn nha. Trời má ơi, uống còn cái đít nồi không mà đưa ra cho mẹ. Hai đít hả? Nhiều lắm hả? Mẹ biết rồi. Hết rồi. Dung còn có 3 màu này nữa là hết luôn. Hết rồi đó mấy chị. Dung còn hết sắm đậm rồi. Chị Sunny Lê không có sắm đậm. Lấy màu nâu rồi qua màu nâu hoặc màu sắm nhạt đi. Sắm nhạt cũng đẹp lắm á. Em còn có mấy set à? Hết rồi. Em còn có mấy set à? Đổi qua màu giùm em đi. Chị Sunny Lê không có sắm đậm luôn nha. Hết rồi mấy chị ơi. Hết rồi. Dung đổi qua sắm nhạt nha. Nãy không nói luôn chứ người ta đi thay. Chán ghê. Đợi xíu đi mấy chị, chia sẻ mảnh tay đi. Chia sẻ mảnh tay cho em đi. Em thay cái màu này, cái này là em hết rồi. Là em hết rồi đó mọi người, thông cảm giùm em đi mọi người ơi. Hết mất tiêu rồi. Mỗi màu em còn được mấy set rồi. 96 rồi, ráng qua 100 đi. Săn hàng 9k cho nó vui nè mấy chị. Dành nhau cho nó nượp nè mấy bà ơi. Tôi mặc sắm đậm đi nha mấy bà coi nhá. Sắm nhạt tôi hết mất tiêu rồi. Tại cái này hàng sale mà, không phải hàng mới đâu. Sale giá sale rồi. Hết rồi chị ơi, hết rồi, không còn nha. Chị lấy màu nâu cũng sạch mà. Đó, em còn sắm nhạt, bà nào lấy sắm nhạt thì hốt lẹ chứ không cũng hết sắm nhạt luôn á. Mỗi màu còn có set 2 set rồi mấy chị ơi. Chị lấy màu nâu cũng sạch vậy. Đâu phải màu trắng đâu mấy chị, mấy cái màu này màu nào cũng sạch hết, đâu phải màu trắng đâu mấy chị lo. Nó màu sắm nhạt còn đẹp hơn sắm nâu 100 lần luôn á. Nè. Sắm nâu nó hơi sắm xịt. Đó. Ai lấy sắm nhạt thì ghi giùm em nha. Comment giúp em nha. Hết rồi mấy chị ơi. Còn mấy set thôi đó. Ai lấy thì chốt tại sale còn có 148.000 nè. Xem nhanh. 148.000 đó. Em còn màu nâu này, màu đen nữa này. Đen thì có set thôi. Nâu đen với lại là sẫm nhạt. Đó, bạn nào lấy cái set dung mặc thì comment lẹ còn nó mấy set thôi là hết rồi. Rồi vô xanh giùm em nha. Đâu rồi, chia sẻ đâu hết rồi? Chia sẻ được bao nhiêu rồi coi em? Có màu đen, có set màu đen à? Có set màu đen thôi đúng không?
Màu đen ai lấy thì cũng chốt luôn. Tại vì em nói rồi, cái này em sale á, đen với nâu cho Mỹ Hà. Cái này đẹp muốn xỉu luôn. Hết đen hả? Rồi hết đen luôn. À còn đen. Đó, bạn nào lấy màu đen thì chốt lẹ này. Đó, màu đen là màu siêu sạch luôn rồi đó. Màu đen mà còn không chốt được nữa là không biết màu nào sạch luôn rồi đó. Rồi vô giùm em này, tương tác chia sẻ giùm em. Tương tác giùm em nha mọi người ơi. Cho cái cục đó, cái bao hàng đó bỏ đi đi kiếm. Rồi vô giùm em nha mấy bà ơi. Tương tác chia sẻ lại giùm em. Chia sẻ mạnh tay đi mọi người. Thêm set đen cho Dung này. Rồi vô giùm em nha. Tương tác để em thấy được cái comment nha. Set em đang mặc là đẹp lắm luôn đó mọi người. Đẹp lắm luôn chứ không phải là đẹp vừa đâu. Thiệt ấy. Rồi áo giùm em. Áo đen nha mọi người nha. Rồi áo đen 15k giùm em. Đen cho Hân Bảo Trần. Set á. Rồi cái này ghi giùm em nha. Áo đen. Áo đen giùm em. Cái này á mọi người săn xe đi mọi người, giúp Dung là kèm cái giá tiền đằng sau nha. Tại vì lỡ nhân viên nó không biết, nó lại để giá cũ cho mấy chị á. Nên lưu ý cho em là kèm cái giá tiền đằng sau giùm em nha mọi người. Rồi ghi giùm em, tương tác chia sẻ đi mọi người ơi. Tương tác chia sẻ giùm em nha. Rồi ghi giùm em. Trời ơi, cái này cũng là áo đen, để qua cái mã áo đen đi. Hai cái áo đen là lụn á. Rồi tới set này. Chia sẻ giùm em đi mấy chị. Này em kêu là bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? Mới có 90 lượt chia sẻ à. Nãy trăm mấy người coi mà còn có 90 lượt chia sẻ. Mấy chị chia sẻ thấp vậy. Ờ, set chị mặc là giá 139.000, 148.000. Cái gì vậy? Đâu đâu coi nè. Cái này hỏi Tùng, chị không có đặt. Tên là cái gì? Sốt Đặng Dung hả? À sốt mà. Rồi ghi giùm em nha, mã này giùm em. Đây. Set sơ mi. Cái này còn một set duy nhất à. Nè mọi người nhìn thấy cái set sơ mi xịn không? Cái sơ mi đã thấy không rồi. Rồi gì mà có 90 lượt chia sẻ vậy mấy bà? Gì kém dữ vậy? Đem 15k cho chị Ngọc Thúy Trương Thị. Rồi mã này giùm em. Đây. Bèo quá nè. Cho lượt chia sẻ nhiều nhiều lên mấy chị ơi. Người ta chia sẻ 3-4k lượt chia sẻ. Nhà mình nhớ họ chia sẻ quá ít luôn. Thấy khách người ta một người chia sẻ 140 mấy lượt chia sẻ luôn á. Rồi ghi cho em là set sơ mi tặng luôn với giá 89.000 luôn. Ghi cho em là set sơ mi 89.000. Má ơi set đó 140 á mọi người. 140 lận á. Rồi set gấu này còn set. Set gấu. Set sơ mi cho Mỹ Uyên. Set gấu tặng luôn cho mấy chị luôn. Set gấu này bán 135 á. Rồi sale tặng luôn cho mấy chị này. Tương tác giùm em với set gấu quá xịn như thế này. Một set xám. Thu Thảo lên cho Dung cái địa chỉ nhá. Thu Thảo lên cho Dung cái địa chỉ nữa đi nàng. Phạm Hoàng Thu Thảo á. Rồi mã này giùm em. Set này tặng luôn 85.000. À set này là 145 hoặc 135 á mọi người. Rồi 85.000 ghi cho em là set gấu giùm em nhá. Gấu giùm em. Gấu hết rồi mấy chị ơi. Cái set Tommy đó không còn set nào không? Rồi ghi cho em là gấu. Đưa cái áo sọc đi. Mấy cái áo này á, bỏ ra ngoài đi. Cái áo này nó không like được đâu. Rồi ghi giùm em này mã này. Ok Thu Thảo nhá. Trời ơi, cái áo len bằng áo len này, áo này đẹp lắm luôn á. Rồi 45.000. Rồi chưa có trả tiền đâu nha. Ờ. Nó kêu là sao? Set gấu cho Bích Nguyễn. Ờ, đâu có khui đâu. Chồng khui lại coi là của chồng hả? Của chồng hay là của vợ? Cái gì? 1 triệu. 1.130.000 đâu, vậy về kiểm tra đã. Đưa cho chị. Mở ra cho chị đi. Rồi áo 45.000 giúp em nha. Đặt cái gì mà chịu ghê ta. Đặt cái gì mà có hộp ghê vậy trời. Nhiều khi mua vàng ở trên live á. Đặt cái gì không nhớ luôn á. Ấm gì khùng hả? Cái này là cái này đâu phải là mình đặt đâu, đâu có biết cái này là cái gì đâu. Cái này nó ghi bao nhiêu vậy em?
1 triệu mấy lần mà. Trời. Cái này đang chuyển, cái này là của bên kia nó để lại cho ba mà. Là cái kia. Ờ cái đó là đúng rồi đó, cái đó chị mấy đúng rồi, bọc ấy. Trời. Rồi áo xem bộ chị bận đi đợi xíu. Áo cho Dung này, Dung Nguyễn áo. Gộp chung với đơn kem á chị. Rồi, áo cũng đang quên quên hết. Đang còn chơi. Rồi mã này dùm em nha, mã này. Test chung bằng cho gì con ơi? Hả? Cái gì? Ế hả? À, trời ơi, cho rồi đòi lại. Ghê quá. Con trai con đứa gì mà đã cho rồi còn đòi. Chia tay đòi quà mày. Rồi, xét dung mặt nè. Màu dung mặt là màu xám nha. Màu dung mặt là màu xám, dễ thương không? Rồi màu đen, màu nâu. Với lại là màu màu hồng. Xét dung mặt sẽ có 148 thôi. Nghe nè Hoàng Nữ Thi ơi. Đó, mấy chị gột lâm kem lúc tối thoải mái nha. Gột với đơn kem lúc tối thoải mái luôn. Đó, ai lấy xét dung mặt thì comment cho Dung cái màu là được. Tại xét dung mặt em còn có ít à, còn mấy xét thôi là hết rồi. Rồi áo này tặng luôn nhé bà. Áo này còn có cái à, sale luôn nhé mấy bạn, tặng luôn mấy bạn 50.000 luôn, còn có cái à mấy chị ơi. Đó, áo sọc 50.000, cái này chốt nhanh thì còn hàng nhá. Tại vì cái này á, em đã sale rồi nên là không còn hàng nữa nha mấy chị. Rồi ghi dùm em áo 50. Ghi cho em là áo 50, đưa cái áo kia luôn nè. Ngoài luôn. Áo 50 nhìn giúp em nhá. Ai lấy áo thì ghi dùm em. Áo 50.000, cái này còn có cái, tương tác chia sẻ giúp em nha. Rồi, 39.000 áo này luôn. Á à, trời tới mấy chị đêm nay luôn á. Đen hồng ngọc là áo 50. Chị Ngọc Thúy Trương Thị, một áo 50. Rồi, cái này ghi dùm em nhá. Chị Phương Bùi một áo. Sọc là một áo đi em ơi, sọc một áo đi. Rồi ghi dùm em nhá, xếp quần ống bo chun hay xuống? Bo chun. Bo chun như nào? Ở cái set em mặc em nói thật với mấy chị luôn, không ai dám bán 180.000 cho mấy chị luôn á. Thật sự. Đi đen hai cái là cái gì vậy? Rồi cái này kèm giá tiền cho em đi, 39.000 kèm màu. Set dung mặc có 4 màu nha mọi người nha. Nu cho Mỹ Uyên comment cho dung cái giá tiền đi. Set dung mặc là nu đen hồng với lại là xám. Nu đen hồng với xám, comment cho em cái màu. Em ơi đưa chị lại màu này. Cái này mọi người kèm giá tiền giùm em đi mấy chị. Em là nói là hàng sale kèm giá tiền giùm em mà. Hoàng Kinh là đen nâu. Còn đen thôi cho Hoàng Kinh nha, hết nâu rồi. Em đã nhắc bao nhiêu lần rồi, hàng sale kèm với giá giùm em đi. Không nhân viên ghi giá cũ là 75.000 đó. Nhắc biết bao nhiêu lần mua hàng sale kèm giá tiền đi mọi người. Để tránh trường hợp khi mà mấy chị mua hàng, nhân viên nó không biết là ngày đó em sale, hiểu không? Nâu cho chị Nguyễn không? À, hết nâu rồi. Hết nâu rồi. Đó, hoài luôn á. Hết nâu rồi. Đổi màu đi. Thế sơ mi hết luôn rồi. Cái mã qua từ 8 kiếp trước rồi. Rồi ghi dùm em nha. Em còn đen với lại là hồng thôi. Còn đen với hồng. Thế thể thao giống vậy mà không có nón không em ơi. Rồi ai lấy là ghi dùm em nha. Bỏ Hoàng Kinh ra đi em ơi. Bỏ Hoàng Kinh cái áo đen ra đi. Chốt hàng kỹ dùm em đi mấy chị. Xét dung mặt màu đen cho Sam Baby. Hàng xả là vui lòng giúp em kèm với giá tiền đằng sau nha mấy chị nha. Chứ không nhân viên nó ghi giá cũ lúc đầu bán ấy. Rồi áo dùm em 50. Màu đỏ với lại màu nâu. Đỏ nâu dùm em nhá 50. Xét mặt hết đen chưa? Rồi ghi cho em nhá. Áo 50 dùm em nhá. Comment giúp em là áo 50. Có màu trắng, màu đen là kèm giá tiền nha mấy chị. Rồi cái này ghi cho em là màu đen. Màu đen. Rồi màu trắng. Comment giúp em 50.000. Áo này với mặc quần jean là siêu xuất sắc luôn á. Mặc cái quần jean là không chê được gì luôn đó mọi người. Rồi má ơi, mặc cái quần jean vô này. Má xỉu ngang luôn á. Cái này là rút theo cái eo mấy chị. Eo mấy chị muốn nhỏ tới đâu thì mấy chị rút tới đó. Tại vì cái áo này nó tôn cái vòng eo lắm. Rồi ghi giùm em nha, áo giùm em 4 màu. Áo giùm em nha, kèm màu giúp em. Ai lấy áo thì ghi giùm em là áo nha mọi người. Comment giúp em là áo. Áo này chị không ai lấy ra. Áo này mặc lên cái quần rim là đỉnh luôn á. Áo này mà mặc cái quần rim là xuất sắc luôn đó mấy chị. Áo đỏ cho Ngọc Thúy Trương Thị. Đen cho Thu Thảo. Rồi set này sale luôn.
set nào đây, trời ơi cái set này rồi, trắng cho Bích Ngọc, cho chi Bích. Ai đọc thì bút qua trước, mất công có bấm lố không hả em ơi. Rồi ghi giùm em nhá, set giùm em, ghi cho em là set. Set này là hàng Thái cao, nhiều cao tiền lắm luôn á, mà sale còn có 100 này. Set hàng Thái 100, còn hai set màu cam với lại là màu màu cam với màu vàng. Cái set này hàng Thái nó cao hơn những cái set hàng Quảng Châu luôn đó mọi người. Mà cái này em share cho mọi người á, 140.000 mà sale còn 100.000, hai màu, màu cam với lại là màu này. Màu cam với lại màu vàng. Mọi người nhìn cái form quần này, đẹp chưa? Cái form quần rất là xịn luôn. Đó. Ghi cho em nhá, vải áo là không chê được một cái gì luôn. Rồi, 100.000 ghi cho em là set nha. Vàng cho Mỹ Uyên. Vàng với cam nha mọi người nha. Set dung mặc là 148.000. 148 á mọi người, sale rẻ mấy chị luôn á. 148 có 34 màu. Áo 50 đen cho heo Cute Nguyễn. Đây. Hồng nâu đen với lại màu dung mặc là màu xám. Set dung mặc nha mọi người, đơn của Như Quỳnh đi rồi. Gọi lúc nào gọi rồi là đi rồi em ơi. Rồi cái này ghi cho em là set màu cam với lại là màu vàng nha mọi người nhá. Siêu đẹp luôn. Rồi cam với vàng, ghi cho em là set cam với vàng giùm em. Comment cho em cái màu nha mọi người nha. Cam với vàng. Ghi cho em là màu cam với màu vàng giùm em. Rồi set sơ mi tặng luôn với chị 85, mình còn có set à. Set sơ mi 85. Xịt chưa? Set sơ mi 85.000 giúp em nha. Ai lấy set sơ mi ghi giùm em. Áo rút eo 50.000 cho Xuân Dương này. Set sơ mi 85.000. Ghi cho em là set sơ mi 85. Set sơ mi 85.000. Set sơ mi 85. Rồi set này dùm em nha mọi người, set bí á. Set bí nãy còn là 2 set này. Set 85 cho Nguyễn Hồng Ngọc. Đây mấy chị, trời ơi. Set bí hàng xịn, siêu xịn sò luôn. Rồi set bí set 140 luôn. Set bí này thì quá rẻ luôn á. Em bao giá toàn thế giới mấy chị luôn. Set bí hàng có tăng đơ nha. Em còn một vàng với một hồng duy nhất thôi. Set này là khỏi bàn về cái đồ xịn đi mọi người. Rồi comment cho em cái màu. Comment cho em cái màu liền nha mọi người nhá. Bí kèm màu giùm em 2 giây nhá. Bí cao cấp. Đây. Ai lấy ghi giùm em nhá. Cái này ghi cho em là set bí kèm màu 2 giây. Cái này sao chị Đình Vũ không lấy ta, gu của chị Đình Vũ nè. Đẹp lắm luôn á. Này em có mặc đủ màu cho mấy chị luôn nữa mà còn có 2 set à. Đó, set bí cao cấp á mọi người. Này ai coi nãy em mặc rồi là biết nha. Còn có 2 màu thôi. Màu giùm em nha mọi người nhá. Ai lấy thì ghi giùm em, còn màu xanh nữa kìa. Tới màu xanh chị luôn đây, bỏ bọc luôn đi. Nó gọn cái trên này đi, cứ tấp 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 trên này không à. Rồi ghi giùm em nhá, màu xanh nữa nè. Trời ơi. Bí này là bí phồng nha mọi người nha. Đây, lót ở trong nó cũng phồng này. Đó, xịn sò chưa. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá, kèm màu. Kèm màu nha mọi người. Ai lấy thì kèm màu. Rồi set này sale 70 luôn. Set này sale 70.000. Bạn nào lấy thì chốt lẹ nha. Đó, set này là hàng xịt luôn á, sale 70 luôn. Rồi ghi cho em là set 70 giùm em. À, cái quần xịn sò chưa. Rồi set 70.000 ghi cho em là set đùi. Set bí là 140 em ơi. Rồi ghi giùm em hàng loại 1 luôn á, có tăng đơ nha. Đây ghi giùm em. Hot Girl bán cái set bí đó là 230 gì á. Nói chung là mọi người cứ đi mua ở ngoài đi rồi biết. Rồi ghi giùm em nha, mã này set 70.000 ghi cho em là set 70. Set 70.000 giúp em nha. Ghi cho em set 70.000. Ủa sao tới khi sale hàng rẻ không ai mua rồi ta. Set đùi cho Nguyễn Hương. Rồi cái này ghi giùm em nha. Cái này ghi cho em là set đen giùm em. Set đen. Set ngủ á mọi người. Set ngủ 85. Set ngủ bí xanh cho Thu Thảo. Rồi sơ mi em còn 2 cái 85.000 luôn. Sơ mi này sơ mi mắc cho mấy chị nha, 135 á. Đen với lại là trắng. Sơ mi này sơ mi lụa cao cấp. Sơ mi lụa cao cấp. Thu Thảo có rồi này. Sơ mi lụa nha. Cái này mấy chị mặc với lại là quần đùi cũng đẹp, mà quần jean đóng thùng cũng đẹp.
hai set chip phun làm gì còn set chip em, chip này chị hết lâu rồi. Rồi ghi dùm em nhá, set sơ mi à, áo sơ mi dùm em, áo sơ mi mà mấy chị mặc với cái quần ngố này cũng bán mấy chị 79.000 đó, đó đó là xuất sắc luôn á, mặc nhức nách luôn. Rồi ai lấy ghi dùm em nhá, áo dây rút màu đỏ chị hết rồi em ơi. Rồi cái này ghi dùm em nhá, sơ mi kèm màu giúp em, sơ mi kèm màu 8 bò, màu xanh này 70.000 luôn, set xanh 70.000 giúp em, xanh 70.000 nha. Ai lấy ghi dùm em là xanh, cảm ơn bà Thanh Tâm nhá. Rồi xanh 70 đây, cái set này em còn lọt ra hai cái, cái set này em còn lọt ra hai set này, hôm bữa là khách chốt hết sạch rồi mà do khách không nghe máy lọt ra hai set, cái set sọc thần thánh nhá mọi người nè. Sơ mi đen cho Bảo Nam đây, cái set này là set thần thánh của nhà em á, quá xịn sò luôn. Set sọc dùm em á ơi, vải Quảng Châu có 130.000 cái set này, mấy chị thấy nó rẻ kinh khủng không này, xịn sò không mấy chị, xịn xuất sắc luôn. Vải của cái áo này cầm lên tay là mê luôn á, vải của cái áo này này, phong quần của nó là phong quần ống rộng nha. Cái này mấy chị đi thêm mít đôi giày thể thao nữa là xuất sắc luôn, không có chê được một điểm gì luôn đó mọi người. Này mặc Tết cũng đẹp luôn, mặc ngoài Bắc cũng đẹp mà mặc trong này cũng đẹp, tại vì áo này là áo dạng áo len đó mọi người, nó tựa như là áo len đó, vải đẹp lắm. 130.000 mà một set dài luôn cho mấy bà luôn á. Rồi ghi giùm em nhá, màu này ghi cho em là set sọc, cái đó là khách chốt hết rồi mà nó còn có hai set thôi, rớt ra mấy bà ơi, nó rớt ra, cái đó là nó rớt ra. Rồi set ngủ giùm em 135, cái này ai giành nhanh thì được nha, set ngủ 135 chấm bài giùm em đi mấy bà. Nên lại like thứ hai oải với người ta, nên lại like thứ hai mà nhìn buồn ghê luôn á, người coi thì đông, rõ đông hơn like đầu mà chốt hàng thì thiệt. Rồi ghi giùm em nhá, set ngủ giùm em. Rồi ghi cho em là set ngủ này, đẹp không, chấm bài tương tác giùm em đi nào. Rồi set ngủ giùm em 135, cái này tay dài quần dài luôn mà sale luôn á, tay dài quần dài luôn mà sale cho mấy bà luôn này, thấy xịn sò không, cái này mặc lên là biết mọi người mặc hàng xịn luôn á, chứ hàng rẻ không có lên được mã này. Set ngủ cho Mai Mai Nguyên như fan. Rồi còn nó mấy chị có 135 thôi đó, có vải hàng xịn thì nó mới lên được, lụa mango không nhăn nha mọi người nhá, xịn sò. Này mua để dành mặc Tết đó, nó sang mấy chị ơi, mua để dành mặc Tết ở nhà nó sang lắm. Rồi ghi cho em là set ngủ nha mọi người nhá, gửi combo tắm trắng rồi nha chị ơi, em gửi rồi đây, xịn chưa, đỉnh chưa mọi người. Rồi set ghi dùm em là set hồng dùm em nhá, set quần hồng á, set này đẹp lắm luôn mọi người, có 100.000 thôi này, vải y chang như cái set lúc nãy em bán 115 á, cái vải áo không khác gì luôn nha mọi người nhá. Cho em xem lại set ngủ đây đây, set ngủ này không ai không tẩu để mặc Tết là hơi bị phí luôn á, set ngủ cho Xuân Dương này, em nói không ai để dành mặc Tết là phí luôn đó mọi người, tại cái set này nó sang lắm, nó cực kỳ sang luôn. Rồi ghi cho em là set ngủ nha, em còn 3 set là hết này. Cái chân quần sang không, trời ơi quần có túi nha, thế này em nói rồi, mua là để dành mặc Tết, đừng có mặc bây giờ, mặc bây giờ là set quần hồng chị Thảo Nguyễn, mua bây giờ là hơi phí á mọi người, mua mặc bây giờ là hơi phí, để dành Tết mặc cho nó sang chảnh. Set hồng 100 cho chị Đình Vũ rồi hết. Rồi cái này ai lấy ghi giùm em là set ngủ nha, vải đẹp lắm. Set đó em còn một set quần xanh nữa là hết luôn, set ngủ cho chị Thảo Nguyễn, chị Thảo Nguyễn đi còng giùm em với. Trời ơi quần xanh còn set, má ơi cái vải nó thề với mấy chị luôn á, mấy chị nhận cái vải áo này là mấy chị xỉu ngang luôn, nhận một phát là xỉu luôn, ông nói nhiều luôn á, vải đã lắm. Em còn một màu xanh với một màu xanh đen, xanh lá với xanh đen là hết, theo trăm luôn này, xanh đen này, nó khác cái quần thôi, xanh đen với xanh lá là hết luôn. Set chip chị hết rồi, để có tí nữa có ai xả hay là đâu ấy thì lấy thôi. Set ngủ có 135.000 này chị ơi, nó ở cái vải áo đã lắm luôn đó mấy chị,
Rồi ghi giùm em nhé. Em còn một set quần màu xanh đen đến xanh lá thôi. Ai lấy ghi giùm em là quần xanh đen đến xanh lá thì ghi giùm em nhé. Còn hai set à, hết mất tiêu rồi. Đó, set ngủ ai lấy nữa không? Còn hai set này. Ghi cho em là set ngủ. Set hầu bao nhiêu ký cũng vô được em ơi. Tại vì cái set hầu đó là form rộng mà. Cái áo là form rộng nên bao nhiêu ký cũng vô được. Đó, set ngủ đẹp lắm luôn. Này gọi là set dít chắc á. Set đang mặc còn nha Linh ơi. Set đang mặc còn 4 màu. Xanh lá cho Nguyễn Hằng. Ok nào. Rồi set ngủ dùm em. Này set dung mặc là có 4 màu này. Set ngủ cho Nguyễn Thủy Tiên. Set dung mặc nha. Ôi mẹ em nhỏ. Set dung mặc là còn một set màu đen. Set dung mặc còn 4 màu, một set là hết luôn á. Nãy giờ bán hết mất tiêu rồi. Còn màu đen. Đây, cho em coi lại set sọc đợi xíu nha Tiên ơi. Còn một màu đen này. Đó, chỉ không bán shop thì bán online thôi. Rồi cái này ghi cho em là màu nâu. Ui trời. Màu nâu, màu hồng với lại màu xám chúng đang mặc có 148.000 thôi đó. Cái này xả lỗ dưới giá vốn 10.000 đó mọi người. Móc lại em chị coi. Rồi lại set sọc 130.000. Set dài cho chị. Set sọc 130.000 đó. Đưa đây chị mở cho. Đây này. Cái này em còn hai set của khách xả thôi chứ em hết sạch luôn á. Cái set này là hiện tại em không còn set nào, còn đúng hai set khách xả luôn đó mọi người. Là hết. Cái set này em bán chạy lắm. Chất với form một bữa em mặc lên đó, khách lấy quá trời. Cái này mới chị đẹp nhất là khi đi với đôi giày thể thao á. Đẹp nhất luôn đó mọi người. Em có hình mẫu mặc luôn, đẹp lắm. Rồi cái set này em bán chạy 50 set mà hết rồi, nó không về lại. Set này không về lại luôn đó mọi người. Đây em cho mấy chị coi. Em nói mấy chị nhìn cái hình là muốn lấy liền luôn đó. Mà hàng sao là hình vậy nha. Chứ không phải là hàng tầm 7 đó mọi người. Đâu rồi ta. Đây nè. Đó, đẹp không? Trời ơi nó cưng lắm luôn đó mấy chị. Đi đôi giày thể thao cưng lắm. Tôi nói mấy bà là lấy đi. Cái set này rất là cưng luôn. Cưng không? Hàng xịn nha, không phải hàng giá rẻ đâu. Đó, tôi nhìn cái set là tôi muốn lấy liền. Tôi lấy set rồi. Set hồng là set gì? Set hồng là set nào về gào tẻ ơi. Set sọc cho Xuân Dương Lena. Còn không? Từ mấy chị ơi kiếm mới đã. Còn mấy set vậy? Lena với ai về em? Lan Anh với Thủy Tiên. Hết hả? Còn mấy chị ơi. Còn trong kho thì còn ngoài này hả? Bố mình hôm bữa chị nhớ. Nhớ về là có 40 mấy mà ta. Xong rồi về được mấy cục vậy? 6 cục hả? Đâu, hôm bữa chị bán rồi. Buổi trưa rồi buổi tối bán quá trời đó. À, Linh Trương là set đang mặc. Ok bà, set đang mặc bao nhiêu ký? Set đang mặc tầm bà 58kg đồ lại là bà mặc đẹp. 58kg đồ lại là mặc đẹp. 58kg đồ lại là mặc đẹp. Từ 40 tới 58kg mặc đẹp. Tại vì nó thun nó co giãn mạnh lắm. Thun này dạng thun xịt đó bà. Mà cái ống quần này, ống quần đẹp lắm. Ống quần là ống quần bo mà ở dưới nó có logo á. Nên đi với giày thể thao rất là đẹp luôn. Đẹp lắm luôn á. Sau còn 2 set nữa là hết rồi mấy chị ơi. Em tưởng trong kho hết chứ. Trong kho còn 7 set 8 set chứ. Là giờ đây còn có 2 set nữa là hết nha mọi người nhá. Ai lấy sọc ví dụ em là sọc. Sọc cho Uyên. Uyên khách mới là gì vậy? Đi cầu chị đi thấy nhiều quá rồi này. Má xịn sò lắm mấy chị. Bọc túi zip kéo vào phê luôn. Còn 2 set sọc á mọi chị. Set em mặc là có đen này mấy bà ơi. Có đen này. Bà nào lấy set em mặc thì comment nhanh thì còn màu á. Tại em hết rồi. Màu đen, màu xám Dung đang mặc. Màu hồng với màu nu. Hồng nu xám đen nha mọi người nhá. Đó. Set em mặc là cái ống quần nó đẹp lắm. Set áo hồng quần trắng hết rồi em ơi. Cái đó set chung còn xanh lá với xanh đen thôi. Tại Mỹ Uyên nhà chị tới 3 Mỹ Uyên lận. Có 3 Mỹ Uyên lận chị không có nhớ. Chị mới hỏi là khách quen hay mua hay là có 2 khách mới luôn á. Thông cảm nhưng chị nhiều khách nó trùng nhau lắm. Chứ chị không có nhìn hình đại diện á. Cứ nhìn cái tên thôi à. Sorry em yêu nha. Set đang mặc 148.000 sale dưới 190 là sale bao nhiêu? Sale dưới 30-32. Đó, 42.000 lận đó. Sale xuống tới 42.000 lận đó mọi người. Hôm bữa là 190 tại set này hàng cao cấp. Rồi đầm body cao cấp còn có cái. Đầm này để dành mặc Tết. Đầm này nó tôn cái eo lắm luôn đó mấy bà.
keo đó nhũn đó nè. Hàng cao cấp nha, rồi sale 100.000 có cái đầm body duy nhất à. Đầm body 100.000 ghi cho em là đầm body. Đầm body 100 ghi cho em là đầm body 100 nha mấy bà ơi. Đầm body. Đầm body dùng em, ai lấy đầm body sẽ là mặc đẹp lắm. Thế là mặc là siêu phẩm. Siêu phẩm đình đám. Còn dây chuyền hạt không? Còn. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Comment giúp em. Xét xét. Quần này em còn một cái. Ngọc Phúc lấy sọc là sọc gì ấy? Lên số điện thoại địa chỉ nha. Đây. Quần này em còn này. Quần này nhiều bạn hỏi lắm luôn á. Tại quần này hả, rách nhẹ mà ở dưới cái cào á, mặc lên nó cực kỳ xinh luôn. Quần SML165. Ghi cho em là quần SML165 giùm em. Quần này mọi người mặc với lại áo gì cũng đẹp. Nó cái màu đẹp quá ha. Màu quần này. Ghi cho em là quần SML giùm em 165 nha mọi người nhá. Quần này nhiều bạn hỏi lắm. Tại quần này về đời đầu á mọi người. Rất là nhiều người hỏi luôn. Về đầu á. Nên là bạn nào nhận, hầu như là bạn nào cũng nhận được cái quần này rồi. Quần này có tới 4 màu lận. Nhưng mà màu này là em đang về lại. Màu này rất là đẹp. Nhiều bạn thích cái màu xanh này lắm luôn á. Thứ nhất là nó dễ mặc. Cái thứ hai nó dễ phối đồ. Cái màu xanh này rất là đẹp. Đồ của em á, trên line màu sao là ngoài y như vậy nha mấy bà. Tại vì chúng không có xài app á. Nên là mọi người hả, cầm sao là siêu đẹp. Form sao, chất sao, màu sao là y chang, mọi người nhận hàng như vậy. 49kg mang size M nha bà Hồng ơi. Đẹp lắm nè, hàng của tao bao á mọi người. Rồi ghi cho em nhá, quần SML165. Tết rồi mua quần jean mà mặc mấy bà ơi. Hầu như là Tết nào cũng bán quần jean không luôn á. Năm ngoái là bán mỗi quần jean không luôn á. Bán mỗi quần jean không luôn á mấy bà. Rồi ghi set cô gái giùm em. Set cô gái. Thế là mua quần jean bên tôi về là mặc Tết là sướng, không cần phải sửa soạn gì hết. Mặc cái áo thun với mặc cái quần jean nữa là đẹp. Rồi ghi cho em nhá, mã này giùm em. Mã này nhá, ghi cho em là set cô gái. Set cô gái giùm em, sale à, tại sale bao nhiêu ta, 115 hả? Size M cho Hồng Nguyễn, quần nó size M. Quần đâu rồi ta? Ô, vừa cầm cái quần đâu rồi trời. Đây, coi mã này. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Đây từ từ em lấy cái set hạt cho mấy chị coi. Set đang mặc màu xám. Kiều Trần có đơn hàng xả không lấy thì cọc đi nàng ơi. Đây set cô gái này là hàng cao cấp nha. Mà em sale có 115.000 thôi. Ghi cho em là set cô gái này em có mặc cho mấy chị rồi. Hết hàng rồi đó. Còn hai set luôn. Ghi cho em là set cô gái giùm em nha. Ghi cho em là set cô gái. L là dưới 58kg nha Dung Trung ơi. L là dưới 58kg giùm em. Tại bên em không có size cho. Nếu mà size 60kg nó phải cao trên 1m6 lận đấy. Nè. Rồi set cô gái này là mọi người vải này. Em còn có hai set à. Màu vàng với màu hồng mọi người. Những cái quần bán không đã là 120 rồi. Đó. Quần kèm size giùm em. Hết rồi em ơi. Đây. Cái này ghi cho Dung là set cô gái. Cái này là set ngố mấy chị. Bạn nào hỏi set ngố đầu like tới giờ này. Còn có hai set luôn. Bạn nào lấy set này thì ghi giùm em là set cô gái kèm màu giúp em, đưa chị set thể thao đi. Rồi set thể thao này sale luôn. Set dung mặc là 148.000, đẹp lắm luôn đó bà Thúy Hồ, lấy đi. Mấy khách quen tôi nên khuyên nên lấy cái set này. Cái này mặc đẹp lắm. Tôi mà tôi còn ghiền đấy, chứ đừng nói mấy bà. Từ cái vải tới cái form áo rất là xịn sò luôn, màu đen, màu hồng, màu nu với lại là màu xám, nó đẹp quá ha. Mặc á, bầu 4 tháng mà không thấy bầu luôn á. Này, dễ thương không? Ống quần này, cho các bạn nhìn cái ống quần nhá. Ống quần là bo chun á, thoải mái lắm. Mặc cái set này, đổi thêm một cái nón. Chất ngất chưa? Nón này nhà có bán luôn. Đó, đẹp chưa mấy bà? Đi thêm cho tôi cái đôi giày thể thao nữa. Trời ơi, xuất sắc luôn nha. Rồi, set vô mặt 148.000 giúp em. Set mặc 148 ghi giùm em là set đang mặc kèm màu giùm em là được. Set đang mặc kèm màu cho em là ok nha mọi người. Rồi, cái này ghi cho em là set NI. Tặng luôn cho mấy bà 130. Còn có hai set à. Set NI áo khoác luôn, 130, set này 195 lận. Xe 130. Đó, cái này là áo khoác dây kéo này. 130 màu nu với màu hồng. Còn hai set. Xả luôn nhá. Nu với hồng thì ghi giùm em nha. Đây. Nu với hồng 130. Mạng bị cái gì ấy?
mạng bí gì mà nãy giờ Nhung kết nối chất like đứng 10 phút kết nối hết 4 phút rồi. Kết nối lại hoài, yếu hoài luôn á. Mọi người có coi được không? Mạng bí gì vậy ta? Mọi người coi được không? Chấm bài cho em đi, em bị thấy đơ rồi nè. Em bị thấy đơ, không biết là do mạng bên em, do mạng đâu nữa. Khách tục luôn rồi. Mạng yếu lắm luôn đó mấy chị. Chấm bài dùm em cái, cho em biết là không có bị đơ đi mọi người. Mạng của em kết nối lại 3-4 lần luôn ấy. Kết nối 3-4 lần luôn đó mấy bà. Rồi set thể thao màu hồng với màu nâu dùm em. Lát ái Dung lát lắm. Bên Dung lát cực kỳ luôn á. Nón 130. Bên Dung là nó xoay nãy giờ luôn. Nãy giờ nó xoay xoay xoay, xoay mòn luôn á. Bực ơi là bực. Rồi ghi dùm em nha. Gần Tết rồi còn cá mập cánh nữa trời. Ê nha mọi người. Đó 130 comment giúp em là cái màu nha mọi người nhá. Cúc Huỳnh lên cho Dung cái địa chỉ này xám cho chị Cúc Huỳnh. Bà Linh Trương có rồi, bà Linh Trương có rồi bà ơi. Chị Cúc Huỳnh lên cho Dung cái địa chỉ nha. Sẽ đang mặc đẹp quá ha. Thiệt á. Sẽ đang mặc quá đẹp luôn đó mọi người. Ai sẽ đang mặc thì lấy lẹ nha. 148.000 nè. Quá xịn sò luôn á. Thấy không? Màu đen, màu xám, màu hồng với màu nâu. Nâu xám đen hồng. Đẹp lắm, đẹp nhất nách luôn á. Nè. Xuất sắc luôn. Ai không lấy cái set này là trời ơi, má cái đai quần này đã không? Đó, ai lấy thì ghi dùm em nha. Màu nón đen 130 á bà. Đó, ai lấy thì ghi dùm em nha. Nón này thì 180 và sale còn 130. Nón 180 mà sale còn 130 rồi. Set này hàng của tao bao còn set. Ông bữa em xả có 130 luôn á. Cái set này là hàng của tao bao lận nha mấy bà ơi. Set này là hàng của tao bao. Chia sẻ lại dùng Dung đi, nó bị yếu mấy bà. Nó bị mạng giật á nè. Set này ai nhận rồi đều biết cái form vải của nó nha. Form ủa má đẹp quá. 130 còn có set à. Set tao bao 130 nha. Cúc Huỳnh lên cho em cái địa chỉ đi chị ơi. Em xin địa chỉ á. Cho em cái địa chỉ, cho em cái địa chỉ. Cho em xin thêm cái địa chỉ nha chị. Rồi ghi cho em nha, set tao bao dùm em 130. Ghi cho em là set tao bao 130 dùm em. Set đùi với mọi người 130, đưa chị set nhung đi. Rồi set sọc bí. Set bí này sale cho 100 đi, còn có set à. Set bí 100.000 sọc luôn nha. Y chang cái form đầu like nhưng mà nó là sọc nha mọi người. Sale 100.000 luôn, còn có set à. À, sao tự nhiên nó ngứa mũi kinh khủng với người ta. Rồi set bí dùm em. Ôi mạng có yếu không người với bà. Mạng có yếu nữa không? Hay là có bị lag nữa không? Set bí 100.000. Set bí á. Sọc bí 100. Sọc bí 100.000 giúp em. Có bị yếu hay là bị gì nữa không mấy chị ơi? Tự nhiên nó ngứa cái mũi kinh khủng. Rồi ghi cho em nhé mọi người. Set nhung. Kiều Trần xả hàng không lấy chị ơi, em không bán. Mấy khách mà hay xả hàng em không bán đâu mấy bà. Thiệt ấy. Mấy khách mà hay xả hàng không bán rồi. Set nhung cao cấp. Mấy chị lời được cái áo, áo hàng Quảng Châu á. Này, má cái áo nó xịt. Thôi ai mà lượm set nhung này là lượm lẹ nha mấy chị nha. Má ơi cái áo này mấy chị ơi. Trời ơi, chắc ngất xỉu với cái áo luôn á. Rồi set nhung dùm em. Xem mấy chị 125.000. Má set nhung này đẹp ghê á. Này, mấy chị nhìn cái quần nhung của nhà em này. À, 125.000 là cho mấy chị á, chứ bán cái gì này. Nhung nha mọi người nhá. Ok chị Cúc Huỳnh nha. Set đang mặc còn hàng mấy chị ơi. Set đang mặc 148. Má ơi nhung này mấy bà. Nhung dùm em nha. Ghi cho em là set nhung. Má màu quá đỉnh luôn á. Ủa cái áo mấy chị ơi, cái áo nó đẹp lắm. Cái áo hàng như 300.000 luôn á. Nè, rồi ghi cho em là set nhung. Set bí cho Ly Trương, Linh Trương. Má set nhung đẹp quá. Set nhung em còn một màu đỏ, nhưng màu đỏ mặc tết. Nó khác một cái quần thôi mấy chị ơi. Nó khác một cái quần thôi. Má ơi sao mà set nhung đẹp dữ vậy ta. Set nhung đẹp quá. Set nhung đẹp lắm luôn á. Trời ơi này. Ai muốn lấy set nhung này cần mặc cái set nhung nhìn phát cho xỉu ngang rồi má cái quần. Trời má ơi ông nội ơi này.
xí nhau. Rồi xếp. Thôi chắc xỉu ngang té ngửa luôn, đợi em xí. Em mặc cái xếp nhung cho mấy chị nhìn cái nha, cho nó biết hàng xịn như thế nào. Xếp nhung cho Dung kèm cái màu quần đi mấy chị ơi. Màu áo nó một màu thôi. Đợi Dung xíu đi, má ơi nó đẹp. Đẹp quá, đẹp quá nên phải mặc. Mặc một set thôi. Nó có 20 cái khéo rớt điện thoại. Lau chị lại kính lên. Đợi xíu đi mấy chị. Không có đâu, tôi có mấy set à. Hoàng Tinh đi cọc đi nàng ơi. Đã xả hàng một lần rồi là đi cọc giúp em đi. Khách mới mua mà nãy đã xả đơn rồi. Xả một cái rồi. Em mặc nhanh, ai gom nhanh được thì gom nha. Phải có mấy set thôi. Này. Trời ơi, này. À, màu nào cũng đẹp hết trơn luôn hết trời. Này mấy bà. Quá xịn sò luôn á. Tôi nói với bà cái áo mới sợ, bà sợ bảo y như hàng 200 luôn. Y như hàng cái áo 200 nghìn mấy chị mua ngoài á. Trời mẹ ơi, nhung đỏ cho Nguyễn Hằng. Cúc Huỳnh lấy màu gì chị ơi? Còn nhung đỏ không? Nhung hồng cho chị Cúc Huỳnh. Trời ơi nè, cái này là nhung màu kem. Má nhung màu hồng đẹp xỉu luôn, nhung màu hồng. Cái này ghi cho em kèm cái quần, đẹp lắm luôn đó mọi người, thiệt ấy. Đừng có bom là được thôi bà. Rồi nhung màu đen, ok chốt đi. Chốt hàng cho Dung xin số điện thoại, Nhung đợi cho Hoàng Trinh. Cho Dung xin số điện thoại, địa chỉ mấy chị ơi, Nhung còn Nhung đợi không? Nhung đợi cho Khuê Trương. Cho hàng số điện thoại nha. Bà chốt đi, tôi chốt cho bà cái nhung đỏ rồi đó. Đừng có xả cho tôi nữa là được. Ở má xinh quá ha. Đây, nhung đen này. Má chắc tôi xỉu luôn đó mấy bà ơi. Thiệt ấy. Đừng có xả hàng tại vì khách mới tôi cũng ngại lắm. Còn khách cũ thì tôi không có nề hà đâu. Trời ơi, nhung này. Thanh Thảo cho chị thêm cái địa chỉ. Nâu cho Thanh Thảo. Cảm ơn Nữ Nhi nha. Nữ Nhi chốt cái set nhung đây này Nhi. Gì ta, BT Thanh Thảo cho Dung thêm cái địa chỉ nha. Đen cho chị Jenny. Đen, cái này Dung cầm là màu kem này. Á, à, có 125.000 thôi đó. Thường là phải bán 145.000 mới đúng tiền đó mọi người. Cái này bao nhiêu ký cũng vô được, 60 kg là thoải mái luôn. Đằng sau nó bôi chung như thế này mấy bà mặc nó đẹp quá ha. Này cái chung đằng sau nó làm cái người mình nó nhỏ xíu luôn á. Rồi cái này là hồng. Vừa nhá gạo tẻ nè. Thoải mái dùm em, đằng sau nó bôi chung như thế này. Form xinh không? Trời ơi, xuất sắc luôn nè. Áo là một màu trắng thôi. Heo ruby lên địa chỉ. Nhung đen heo ruby. Heo bunny lên địa chỉ. Với lại là Thanh Thảo lên địa chỉ giúp Dung nha. Tại vì là khách mới phải có thông tin nha mấy nàng. Rồi cái này ghi cho em là màu hồng. Má cái quần này mặc riêng với cái gì cũng đẹp luôn á. Màu hồng. Màu kem này. Màu kem cho ai thích nhã nhặn. Nhã nhặn. Rồi màu đen cho em. Nó đẹp quá ha. Áo một màu cho mấy bà ơi. Đó màu đen, mấy chị nhìn cái form quần này. Đó là quần nhung luôn á. Ok Thanh Thảo nhá. Đó, bây giờ tôi khuyên mấy bà. Tôi khuyên mấy bà là nên lấy cái set nhung này. Nó rất là xịn sò luôn. Bà nhìn thấy xịn không? Dễ thương lắm. Mấy bà mang đi đâu nó cũng xinh hết. Đi đôi dép bình thường thôi. Đi đôi giày thể thao thì nó xinh hơn. Nhưng mà đi đôi dép bình thường thì nó đã xinh rồi. Dễ thương không? Xinh ha. Rồi cầm màu cho em nha. Heo bunny lên địa chỉ. Đây cái này ghi cho em là màu màu đen. Không có màu nâu em ơi. Màu nâu là màu gì vậy? Cái này là màu hồng với lại là màu kem. Cái này không phải là màu nâu đâu. Cái này là màu kem. Màu kem nha. Cái này là chốt là mã kem nha mọi người. Không có nâu đâu mọi người ơi. Đỏ cho Mỹ Hà. Rồi hết đỏ. Hai cái quần hết đỏ luôn nha mấy chị nha. Em có màu không mấy set à. Siêu đẹp luôn. Rồi hết đỏ. Thanh Thảo là nãy màu kem là màu nâu quá đúng không em?
Đó là người màu kem ấy đúng không? Nâu là nó đậm hơn tí xíu. Nâu là như cái set thể thao chị để đằng sau ấy. Tại vì màu chị lên sao là màu như vậy á. Mất công mọi người về tưởng là sáng với đậm á. Không phải đâu. Này, màu này là màu đen. Đẹp quá ha. Trời ơi, nó xinh. Rồi, cái này ghi cho em là màu đen. Cái này ghi cho em là màu đen nhá. Xinh ha. Áo này, dễ thương không? Rồi, comment giúp em nhá, màu đen. Xinh quá, xinh ngất ngây luôn. Trời ơi, combo như thế này đi chơi. Đi uống trà sữa. Cái nón này mấy chị, mua cái quần set nhung đen rồi nên mua cái nón nha. Cái túi thì Dung không có quan tâm nhưng mà nên mua cái nón. Tại vì cái nón phối với cái này rất là đẹp luôn. Nó nguyên một combo như thế này, rất là cưng. Rồi, comment giúp em nhá, nhung đen, xinh ha. Cái quần nhung này về với bà phối với cái gì cũng đẹp hết. Phối với áo sơ mi không cũng đẹp. Dễ thương quá. Trời ơi, ai nói em có bầu thiệt á. Mình nói ai có, nó có bầu 4 tháng nhìn không thấy gì luôn á. Nhờ. Nhìn chả thấy bầu đâu luôn. Không em ơi, cái này riêng cả set sao mà bán quần riêng để áo bán cho ai. Rồi cái này ghi giùm em nhá, màu hồng. Rồi cái này ghi cho em là màu kem. Với lại là màu đen nha mọi người nhá, ba màu. Đen thì chị Phạm Hằng thiệt đó mọi người. Ai nói em bầu tháng thứ tư chắc xỉu á. Biết được chết liền luôn á. Rồi ai lấy ghi giùm em cái áo xịn lắm. Em thề với mấy chị là cái áo mấy chị cầm trên tay mấy chị ghiền luôn á. Thiệt. Cái áo nó xịn cực kỳ luôn. Không những cái quần nhung đã xịn rồi, cái áo nó xịn lắm. Cái áo rất là xịn luôn mấy bà. Làm không ra tiền để mua đồ luôn. Ghê vậy. Hero Bunny có rồi, lên địa chỉ cho chị kia. Chưa có địa chỉ. Cho lên cái địa chỉ cho chị nữa. Rồi ghi giùm em nhá, kèm màu giúp em. Ghi cho em là set kèm màu. Set kèm màu. Một set tao ba lúc nãy còn không em ơi? Cho gạo tẻ với lại là một set nhung đen. Bổ đầu lai còn không Dung? Còn chị. Bổ đầu lai. Địa chỉ em gửi lên cái đoạn. Ok ok em. Chị thấy là chị thấy rồi. Bổ nhưng mặc đầu lai là còn xám luôn á. Còn xám đen với lại là nâu. Chị lấy màu gì? Xám đen nâu hồng. Chị lấy màu gì á? Bốn màu. Chị muốn sạch thì chị lấy màu nâu, màu xám. Với lại là màu đen. Còn muốn trẻ trung thì lấy màu màu hồng. Tại cái set này thì màu gì nó cũng đẹp hết á mấy bà. Cái này màu gì nó cũng đẹp hết. Có 148.000 thôi. Rồi ai lấy nhung nữa ghi giùm em là nhung nha. Ai lấy nhung đen thì nhớ kèm thêm cái nón lên cho nó xinh nha mấy chị. Đó. Set đang mặc em sale có 125 à. Set này là 155 á. Đây. Đó, set này là đẹp lắm tại vì nó mắc. Thứ nhất là cái áo nó cũng xịt và cái quần nó bằng nhung. Nhưng mà em bán có một tính ra là rẻ hơn cả cái set thun mấy chị mua bình thường của bên nhà em luôn á. Bằng nhung mà rẻ hơn set thun luôn đó mấy chị. Thỉnh Thảo có rồi á. Hồng cho chị Thảo Nguyễn. Chị Thảo Nguyễn đi cọc giúp em với, gửi cho em cái thẻ đi chị. Gửi giống như hôm bữa chị gửi cho em trong inbox ấy. Gửi cho em cái thẻ nha. Vina hoặc là Vietnam Mobile. Rồi ai lấy là ghi giùm em nhá, nhung kem, nhung hồng với lại là nhung đen. Cho ghim cho chị cái màu quần lên là được. Rồi ai lấy là ghi giùm em nha. Ok chị yêu. Gửi em giống như hồi bữa chị gửi á nhá. Tại gần Tết rồi mấy chị ai mua nhiều cọc giúp em sợ bom quá. Bom còn không nghe máy cái lèm xịn ngang té ngửa luôn đó mấy bà. Xinh quá à. Dễ thương ha. Rồi ai lấy là ghi giùm em là màu nha mấy chị. Màu kèm theo số điện thoại. Nè xếp đầu like cho chị Khôi Chi Trương coi này. Cái này là màu xám em nãy em mặc này. Cái này là màu nu. Màu nu giùm em nhá, màu nu. Rồi cái này ghi cho em là màu hồng. Đó có 148.000 thôi đó. Rồi cái này là màu đen. Cái set này là phê lắm, về mọi người mặc. Có đồ đi Sài Gòn này hả? Rồi comment cho em cái màu set 148 ghi cho em kèm giá tiền đằng sau nhá, hiểu lộ đó. Không mấy bé nó ghi 190 giá tiền đợt trước đó mọi người. Đó. Cái này là hàng em đã sale rồi, nên là mấy chị kèm cái giá tiền cho em nó đỡ. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Ghi cho em là cái màu. Em đưa cái áo khoác cho chị đi. Đen tay dài dâu lấy gì? Nâu hay là dâu thì chị Tiết Hoàng. Có 148.000 này chị ơi. Tại em sale giá vốn luôn á. Rồi áo khoác giùm em. 148.000 này chị rẻ lắm. Cái đó về chị phối ra riêng nó cũng đẹp nữa.
Rồi ghi giùm em nha, xét giùm em chị Tuyết Hoàng chốt màu gì á, sẫm đục. Màu gì này, màu đỏ giùm em nhá, khoác 79.000, còn hai cái khoác len cho mấy chị nha. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Đơn kem hồi tối chứ có đi chị dồn với quần áo đi luôn á. Em ai có đơn kem hồi tối mà hôm nay chốt quần áo là được free ship luôn á. Trời ơi, kem đã nặng rồi thêm quần áo nặng nữa mà được free ship luôn, là ai có đơn kem thì sẽ được free ship cùng á. Set đen tay dài ải dung cho chị Tuyết Hoàng. Ê, hết đen hả? Khoác sắm đậm cho chị Vũ Ca. Hết đen rồi đúng không? Còn đen đâu. Rồi em còn một đỏ đô. Em còn một đỏ đô nha mấy chị nhá. Ai lấy ghi mấy, hình như có cái sắm nhạt kìa. Đó, cái đó sắm nhạt đó, không phải. Phải không? Hết nhau mà. Em còn một cái sắm nhạt nữa là hết này. Sắm nhạt nha mấy chị nhá. Đó, cái này bằng len á, không phải thun đâu. Cái này bằng len nha mấy bà, cái này là bằng len không phải thun nha. Rồi ghi cho em nhá, sắm nhạt với đỏ đô, còn hai cái. Ai lấy sắm nhạt với đỏ đô thì ghi giùm em là sắm nhạt với đỏ đô. Em bỏ cái kia lên không nó bị rớt cái màn hình điện thoại luôn. Dồn đơn hồi tối ok gào tẻ nhá. Rồi ai lấy nữa ghi giùm em, sắm nhạt cho Thủy Tiên rồi hết, còn một đỏ đô nhá. Còn một đỏ đô cho mấy bà. Em cất cái này ra chị, bỏ này cho em chị. Cất bên này. Rồi. Rồi còn cái đỏ đô. Ai lấy đỏ đô không? Còn một set đỏ đô á. Mũi dung đổi là sale có 130 á chị. Mũi em đổi còn sale có 130 thôi. Đẹp ha. Sale có 130. Còn hai cái là ba cái gì ạ? Rồi set 150. Set 150. Trời ơi, set này đẹp lắm. Set này mua để dành đi du lịch đi mấy chị. Rất là xịn sò luôn. Đó. Set 150. Set 150 giùm em nhá. Sọc xanh lá. Cái này là quần ôm á mấy chị, quần dài ôm á. Này, xưng xa hạt lụt, đẹp xuất sắc. Chị Tuyết Hoàng lấy cái set này này, chị Tuyết Hoàng nó sang lắm luôn á. Này, ồ set này là tới 280 lận đó mấy bà. Tôi về tôi lấy về mặc bầu xong tôi thấy đẹp rồi xong tôi lấy ấy cho được giá sỉ á. Chứ set này cũng không có bán được giá 200 mấy. Quá rẻ luôn á, tính ra là em phí vận chuyển em phi cho mấy chị luôn á. Set này quá rẻ luôn. Rồi ai lấy cái giùm em nhá, comment giúp em. Set màu xanh lá. Set đó đẹp lắm, mấy chị mua để dành mặc Tết. Rất là đẹp luôn, cái gì đây ta? Cái gì mà màu trắng này ta? Kiều Thu lên cho em cái địa chỉ nha chị. Em ngứa cái mũi quá. Rồi áo này. Áo giùm em. Áo này còn có cái em sale 130 luôn nhá, còn có cái áo xanh 130 luôn, áo này là 280 mọi người. Rồi 130 giùm em, ghi cho em là áo len đó mọi người, áo len giùm em nhá. Mọi người ơi, khách mới lưu ý cho em số điện thoại cọc địa chỉ giùm em nha. Cho em dễ chốt, mấy chị ghi một cái địa chỉ em không có chốt được nha. Cho thêm cái địa chỉ nữa, địa chỉ chỉ cho trên live giúp em đi, tại vì em làm bằng hệ thống máy tính nhá này. Nên mấy chị cho trên live em lưu thông tin, mai mốt em phải ghi tay nữa là hay nhập hay sai lắm mọi người. Lưu trên máy là mọi người cho sao em lưu vậy á, dễ lắm. Rồi áo 130. Hết rồi, còn có cái. Rồi áo này màu trắng 50.000 luôn. Áo này là hàng của Zara xịn luôn, 50 nha mọi người nhá. Ghi cho em là áo 50. Comment giúp em là áo 50 nha mọi người, áo 50. Chứ mất công ví dụ như mà em ghi bằng tay mai mốt là nhập hàng lại sai hàng của mọi người nữa. Sai địa chỉ á mọi người. Set 150 cho chị Kiều Thu. Nó đẹp lắm luôn đó. Ngân Nguyễn lên như dung cái địa chỉ. Rồi set sơ mi. Set sơ mi trời ơi má ơi, áo 50 cho Hoàng Trinh. Đây. Set sơ mi cao cấp. Nhìn cái áo là muốn tẩu ngay luôn đó mọi người, chứ đừng nói những cái quần nữa chắc xỉu ngang luôn. Set sơ mi màu nâu với màu đen. Nãy chị xem bao nhiêu ta? Trắng 50 còn không Thuận? Cho chị Phương Mai Thu Huyền. Tại sao có 133. Tại vì sao có 130 cái set này má ơi, cái quần xịn lắm, khỏi coi đi 130. Tại sao cái set này có 130.000. Không lấy thì có cái set này nó xịn lắm luôn đó mấy chị. Này, cái vải áo này. Vải áo là có 102 từ khi em bán hàng tới giờ luôn á. Ok Thủy Tiên nhá, đây
Mọi người nhìn cái hàng này xịn sò không? Ủa nó sang lắm, mua một set mặc Tết đi mọi người. Cái áo sơ mi này mấy chị mặc với cái gì cũng đẹp hết á. Cái quần thì phối với cái gì trên đời này cũng đẹp hết nè. Cái quần đẹp không? Quần đẹp ha. Quần đẹp, áo đẹp. Có 130 tính ra một cái cho cái áo sơ mi 75 đi, cái quần có 75.000 luôn. Rẻ không? Ở đâu? 65.000. Cho cái áo sơ mi 65, cái quần có 65.000 đi. Quá rẻ luôn. Rồi ai lấy ghi giùm em nha, set sơ mi 130. À mọi người, những cái vải áo sơ mi này đuổi mà của nó là đuổi không nhăn luôn. Đuổi này mấy chị không cần phải ủi luôn á. Xịn sò chưa? Không phải là đuổi dạng nhăn lên, đuổi nhăn thì nó cũng là hàng xịn. Nhưng mà cái đuổi này nó đẹp lắm, đẹp cực kỳ, 60kg mang vừa thoải mái nha em. Đẹp lắm. Áo trắng là phong ôm, đúng rồi, phong ôm nhẹ. Đây, nhìn kỹ form trước khi chốt nha bà ơi, mất công cứ xả lên xả xuống nha. Nhìn kỹ form trước khi chốt dùm tôi. Rồi ghi dùm em nha, màu giúp em. Cứ mất công rồi chốt rồi xả, chốt rồi xả, rắc rối lắm. Rồi ghi dùm em nha mọi người, comment cho em cái màu đen với lại là nu dùm em nha. Đen với nu. Ủa, áo nu là quần nu hay là áo nu quần đen vậy? Áo nu quần nu mà đúng không? Áo nu là đi với quần nu á mọi người. Áo đen đi với quần đen nha. Mọi người nhìn kỹ cái form đi. Còn không mà không có dung dơ mà không nhìn kỹ thì cho xin lại cái form để nhìn trước khi chốt. Chứ mất công cứ kêu là nhiều bạn chốt xong rồi cái em tưởng ống quần như thế này rồi em tưởng áo form như thế này, lại mất công xả nữa. Tại vì hàng này đã là hàng xả rồi. Rồi áo đen cô gái này sale tặng ai có đơn thôi, 35.000. Áo đen cô gái 35. Còn áo len sọc nút không em? Còn đó chị ơi. Rồi ghi dùm em nhá, áo 35.000 cho ai có đơn. Áo này vải đẹp lắm, 75.000 mà sale còn 35. Cái áo len đó còn không ta? Gỡ ra cho chị, lột ra lại. Rồi áo len 35.000, áo đen chứ. Áo đen 35, cái này hàng xịt nha mấy chị nha. Mà em sale á, vải không đẹp trả lại luôn. Ly Trương, chị Đình Vũ, set sơ mi nu cho Gào Tẻ. Gào Tẻ khách mới chốt cho cọc giúp chị Dung đi. Gào Tẻ ơi, tại sao có con... Hả? Ủa? Tuấn Kè hả? Sao lúc tối chị nhìn... Ừ, chết mẹ. Lúc tối nhìn Cường ở Bà Rịa Vũng Tàu cho ok, sorry em. Bưng kèo không phải cọc. Áo đen còn không? Cái chị Bích Nguyễn. Áo đen cô gái cho Gào Tẻ. Đây nha mọi người nhá. Cái này là gọi là siêu phẩm lòng em. Đây để em mặc cho cái. Nói siêu phẩm không ai nghe hết á. Để mặc cơ. Nói siêu phẩm là mấy chị không. Tại sao không biết siêu phẩm? Tại vì không có mặc. Cho mấy chị nhìn cái form ấy, mấy chị chốt chưa muộn. Cái này em còn có mấy cái à. Hôm bữa em mặc cái quần jean chốt quá trời hết rồi. Còn mấy cái luôn. Chốt lẹ nha. Nhanh nha mọi người nha. Nhanh tay thì còn, chậm tay là hết đấy. Riêng cái áo này là chậm tay không có đâu. Tại áo này có 150.000 nè. 150.000 thì thành thực ra là nhanh hết lắm. Áo này mấy chị mua của Hot Girl là rẻ lắm. Cái áo này mấy chị mua phải là 215.000. Không có bà nào mà giảm bán áo này dưới 200.000 hết đó. Rồi 150. Ok em nhá. Sơ mi 130 cho Thúy Hạnh Trần màu đen. Đó, ai lấy thì ghi dùm em. Sọc đen với sọc xanh. Tháo áo này mà mặc quần jean là chỉ có chết sửng luôn, chết đứng luôn mọi người. Tại rất là đẹp. Này, len siêu cấp dùm em nhá. Tết là phải mặc những cái áo như thế này này mấy chị. Sọc đen với là sọc xanh. Đó, tí này em thử cái sọc xanh nữa. Trời ơi, cái sọc xanh này. Form là dạng form vạch bầu nha mấy chị nhá. Cổ là cổ vuông như thế này, nó rất là sang luôn. Mấy chị để ý đi, cái cổ vuông rất là sang nha mọi người nhá. Đó, 150, tiền nào của đó. Len siêu cấp loại 1. Cái này là màu xanh dùm em. Không ai dám bán giá 150 đâu. Đi hỏi giá đi mọi người. Rồi ghi dùm em nhá, màu đen với màu xanh. Comment cho em cái màu là được. Xinh quá, sắc ha. Rồi ai lấy đen với xanh thì ghi dùm em là đen với xanh. Bích Tuyền là sọc xanh. Cho em cái phường nữa đi chị ơi. Nguyệt là len đen. Cho em thêm cái phường xã đi. Chị nằm ở phường nào hoặc là tổ nào á. Chị Bích Tuyền á. Cho em thêm cái tổ hoặc là cái phường hoặc là khu phố đi. Cho nó giao tới nhà luôn. Mất công như vậy nó không có giao tới nhà đâu chị. Trảng Bom nó có huyện, huyện Trảng Bom đúng không? Có xã, có phường hoặc là
có khu phố á, thì cho em một trong ba cái đó cho nó dễ, mai muốn nó ra tận nhà cho mình. Rồi ví dụ em set này tặng luôn 70.000, set nỉ á mà sale luôn 70, bà Mia Nguyễn có ở đây là hút set này đi này, đẹp lắm, set nỉ 70.000, có set là 140 mà sale còn set 70 nhá mọi người, ghi cho em là set nỉ 70. À, hôm nay con Ngân nó không làm tức ghê, uống nước lọc mà. Áo len sọc màu gì bà ơi? Ok chị Bích Tuyền nhá. Còn chân váy xếp ly không chị? Còn dưới cùng em, lấy cho chị dưới cùng cái trên ghế chân váy xếp ly á. Nỉ cho Trang, Trang nhớ chốt thêm sản phẩm chị đi hàng nha Trang ơi, có 70.000 hàng sale lỗ á. Có đi một sản phẩm được nha, chân váy này. Đó, phối với chân váy này cũng đẹp. SM à lỗ. ML với XL. Ù đủ má ơi. Trời ơi. À, phối với con này là đúng nhức nách luôn. Thiệt á. ML với XL, cái set nỉ đó còn không em? ML với XL, không có S. Má ơi, mua cái áo len rồi thì nên mua cái này. Thiệt sợ luôn. Quá đẹp luôn này, cái chân váy. ML XL, M là dưới 52 kg. 47 cho tới 52. L là dưới dưới từ 52 53 cho tới 55. Còn XL là trên 60 á, 58 59 60 kg á mọi người. Màu đen chị, màu đen cho Nguyễn Nguyễn. Màu đen L còn không em? Đang còn L với XL mà. Hết XL luôn hả? Hết rồi, còn màu nâu thêm thôi, con lấy màu nâu thì lấy à. Màu đen thì hết sạch, không còn cái nào luôn á. Nguyễn Gia đi cho số điện thoại địa chỉ Dung Dung nhá. Rồi, set thể thao hot girl. Còn màu nâu thôi, em lấy màu nâu đi. Hết đen rồi. Rồi, set thể thao xe 100 luôn. Ghi cho em là set thể thao 100 nhá. Set thể thao 100.000. Ghi cho em là set thể thao 100 nhá. Còn có set à. Thể thao 100.000, ghi cho em là thể thao 100. Không có size S em ơi, có ML với XL à. Có ML với XL thôi. Hết rồi. Có ML với XL thôi. Có lấy thì chốt à. Về thích quá thì về sửa tí xíu cũng được với chị. Hết rồi. Chị Nguyễn Gia đi chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ chị ơi. Ghi một cái mã em không có chốt được. Biết chị ở đâu đâu mà liên lạc. Cho số điện thoại địa chỉ nha. Rồi lấy màu nâu mặc với áo này đẹp mà. Cái màu nâu phối với áo này siêu đẹp luôn. Chị vừa phối thêm không thấy hả? Đẹp mà. Chân váy không còn size S. Chân váy không còn size S. Chân váy là size S từ 47 cho tới 52kg là mặc size S. Ai mà trong khoảng đó thì mọi người lấy size S. Em là nói là không còn size S mà còn ML với XL thôi. Chị Nguyễn Cherry là lấy chân váy size L, áo sọc đang mặc. Áo sọc đang mặc với chân váy L. Em là nó không còn size S mà mấy bà. Mấy bà có chốt size S đâu ra. Ok chị Cherry nhá, vừa chị. Đó, áo đang mặc 150. Đưa chị cái cục của em đi, đưa chị cái cục luôn. Rồi, tiếp. Áo đang mặc 150, phi size. Áo đang mặc còn hai màu. 150.000 hàng len siêu cấp nha mọi người nhá. Nghe chữ siêu cấp rồi mới chị biết hàng xịn cỡ nào rồi đó. Hai màu sọc xanh với sọc đen, hầu như là ai cũng lấy hai màu hết á. Tại có mỗi nhà em bán 150 cái áo này thôi. Ngoài dám bán luôn đó mọi người. 150, có mỗi nhà em bán cái áo này 150, hầu như hot girl ai bán like cũng 215, 225 hết á. Tại cái len này là len siêu cấp mấy chị nên nó mắc. Rồi cái này ghi cho em là áo trắng tay dài 55.000 có một cái à. Tường Vi lên cho Dung cái địa chỉ nhá. Tường Vi là áo len đen. Cho Dung thêm cái địa chỉ. Mấy chị khách mới ơi, cho Dung thêm cái địa chỉ để Dung chốt đơn cho nó dễ nha. Mai mốt mấy chị cho địa chỉ rồi là thành khách quen bên em á. Mua hàng không cần cho cái gì hết. Lần sau mà Dung like á, mấy chị chỉ cần comment một cái mã thôi là ok. Không cần cho bất kỳ một cái gì hết. Chị biết là áo trắng 55 này. Chị Châu Nguyễn với Tường Vi lên cho Dung cái địa chỉ này. Châu Nguyễn là sọc len đang mặc. Cho thêm cái địa chỉ cho mấy bà. Mai mốt thành khách quen rồi mua cái gì cũng dễ hết. Ok bà Tường Vi này. Rồi bà Châu Nguyễn cho thêm cái địa chỉ đi. Nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái, không sợ lừa đảo đâu nhá. Cứ nhận hàng đi rồi kiểm tra nha. Kiểm tra thoải mái giùm em. Rồi, áo
60.000 còn có cái áo này hàng nhập nha mọi người nhé. Áo 60.000 xanh cổ vịt luôn, 60. Ghi cho em là áo 60 đẹp không? Áo này mặc cái quần jean siêu đẹp. Áo xanh cổ vịt còn có cái duy nhất. Xanh cổ vịt ba set nỉ siêu đẹp. Xanh cổ vịt 60. Rồi, set nỉ 140 sale còn sale luôn 79.000 đi. Set nỉ 79.000 bà Mia Nguyễn đâu rồi ta? Đẹp lắm luôn á. Áo xanh Châu Nguyệt. Ok chị Châu Nguyễn này. Đổi địa chỉ mới hả? Đổi địa chỉ mới thì đơn kem hồi tối chưa có đi đâu. Dồn với đơn quần áo cho em á. Cúc Huỳnh là len sọc ai? Châu này châu mới bà ơi. Rồi ghi dùm em nha. Set len sọc cho Cúc Huỳnh nè, 79.000 set. Set ê, cái set bí này còn set xanh nè. Quá trời người họ. Set bí này em sale có 100 á, 145 mà sale còn có 100. Đây 145 mà sale còn có 100 cho mấy bà luôn á. Nè ghi cho em là set bí màu xanh với mọi người, đẹp ha. Sẽ bí màu xanh đẹp lắm. Vải là vải xốp á mọi người, vải đuổi xốp á, rất là xịn luôn, hàng Quảng Châu á. Đó, áo trắng dung hết. Đây, set bí này rất là đẹp. Rồi set bí 100.000. Đó chỉ set sọc. Set bí 100. Má sao bữa nay cái mũi em bị cái gì á mà nó ngứa. Có những ngày nó ngứa không chịu nổi luôn đó mấy bạn. Nổi luôn á. Tiêm xoa á. Bí xanh cho chị Châu Nguyễn. Trời ơi, ai lấy lẻ nha. Xét sọc 99.000, trời ơi cái vải. Lọt ra có xét sọc 99.000, comment lẻ nha, không có đâu. À, nhìn cái quần này phê không? Rồi ghi cho em sọc 99.000, cái này là phi size. Bà nào ốm mập gì mặc cũng rất là đẹp. Áo là áo form rộng nha, má ơi cái áo. Cầm cái áo nó xịt kinh khủng luôn. Rồi ghi dùm em nha, sọc dùm em. Áo là áo form rộng vạch bầu. Cái này nó che khuyết điểm được nhiều lắm luôn đó mấy chị. Là cái áo phông rộng này này, ai bắp tay to là che được hết, bụt bự che được hết. Em mặc là giống như không bầu á. Cái này là vạch bầu nhá, kèm cái quần luôn mà có 100.000. Tính là cái áo 50, cái quần 50, rẻ ha. Về phối mít mịt mịt luôn. Rồi set sọc có 3 set à, 100.000 giùm em nha. Một set được em không? Lấy cái màu đen được. Rồi set sọc cho chị Đình Vũ. Rồi còn 2 set sọc giùm em. Đẹp lắm. Set đó là người ốm mặc cũng đẹp, người gầy mà người ú mặc cũng đẹp. 60-70 kg mặc cũng đẹp hết, đại form nó đẹp lắm mọi người. Rồi set này. Set này là cái hàng của set 3 món 250. Rồi set 115.000 còn có set à. Tay dài ôm nhá. Set sọc cho chị sóc con. Set sọc nó vải đẹp lắm, không làm mấy chị thất vọng luôn á. Chân váy nâu size M cho Nguyễn Trang. Rồi cái này ghi dùm em nha. Set này là vải xịt nha mọi người, vải hàng hãng á, thấy không? Rồi ghi dùm em set nâu 115.000. Nâu 115. Nâu 115. Đúng rồi, set nâu quần loe á bà. Quần loe nhẹ nhá, không phải loe phong rộng trùng đâu, loe nhẹ. Sọc cho chị Dung Trung. Sọc và ghi chị sóc. Rồi áo khoác 75.000 còn có cái. À 79.000. Áo khoác màu xám bằng len nha mấy chị. Khoác xám. Nâu chị Nguyễn Hồng Nghi. Nhớ nha, lại cái quần đen á, quần trắng đi nha. Rồi cái này ghi cho em là áo khoác sale cho bà còn có 79.000. Rồi set belt sale 98 luôn. Không về lại á, về lại là không có cái giá 98.000 đâu mấy chị. Không về lại nữa. Má set này cũng bữa 135 á. Rồi 98.000 ghi cho em là belt. Belt 98. Beo nha, set beo lụa mango á, 98.000. Thấy nó ngứa cái mũi chịu nổi luôn người ta. Beo 98.000 ghi cho em là beo. Beo 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 beo. Beo nha mấy bà ơi, bà ơi bà ơi. Rồi set này trời ơi, cái set này được cái quần. Rồi ghi giùm em nha, set dâu, cái này ai comment nhanh thì được. Rồi sale 100.000 luôn đi. Dâu 100, cái này lỗ nặng luôn đó mọi người. Dâu 100.000, ghi cho em là dâu. Dâu 100.000. Ai lấy dâu thì ghi giùm em là dâu. Ai có nước ngọt uống nước này chứ là đã người luôn đó. Thèm một nước ngọt quen rồi mấy bạn. Rồi ghi cho em nha, dâu 100.000.
ghi cho em dâu 100 nha, ghi cho em là dâu 100. Rồi ghi dùm em nhá, dâu cho chị Đình Vũ. Há rồi nó hắt xì hơi rồi đó. Quần jean đùi không bạn? Quần jean đùi còn mã nào không, em đưa ra chị sale luôn. Rồi xếp cầu vòng này, bạn nào dành thì dành nhanh nhá. Này, này là bảo luôn đó mọi người, không có hàng. Còn có xếp cầu vòng. Cái này là hàng cầu vòng mắc nha mọi người nhá, mà sale 155.000 mà sale còn 115. Xếp cầu vòng á, 115.000. Xếp cầu vòng này, quần nhìn giùm em là quần len nhá. Này, quần len nha mấy chị. Quần này là quần mắc á. Này, nhìn cái phong quần đi. Rồi ghi cho em xếp cầu vòng 155 xe còn 115.000. Áo với form là hàng xịn luôn nha mọi người nhá. Cái này không có chê được đi đâu luôn á. Rồi ghi cho em là xếp cầu vòng kèm màu hộ em Dung. Xịn sò không? Rồi ghi cho em là xếp cầu vòng. Đẹp quá ha. Xe có 115.000, á hơi quá rẻ luôn á trời. Cầu vòng cho chị Vũ ra. Rồi áo len. Áo len này là mặc với chân váy là siêu của chớp luôn. Rồi má ơi, mặc cái chân váy lúc nãy mấy chị. Màu đen, màu xanh với màu nâu. Còn 3 cái à. Xe 100.000 luôn. Cái áo này mấy chị mặc cái chân váy nâu lúc nãy á. Đẹp lắm luôn á. Uyên ơi, Uyên lấy cái này này Uyên. Đẹp lắm luôn á Uyên ơi. Cái áo len này là xịn sò lắm luôn á mấy chị. Mặc cái chân váy đẹp lắm. Mặc cái quần đùi cũng đẹp nữa. 3 màu nhá. 135 á mà sale còn 100. 135 mà sale còn 100 luôn á. Rồi ghi giùm em nha. Áo len này đẹp lắm. Rồi ghi giùm em nha, áo len. Đây quần đùi siêu phẩm, còn có mấy cái là sale luôn. Quần đùi này là không về lại rồi má ơi, dòng nút này. Rồi ghi cho em nhá, quần đùi. Quần đùi này sale à 89.000 luôn đi, 125 á, sale còn 89. 89.000 SML đủ nha. Áo len nâu cho Ngân bưng kè này. Áo nó mặc với chân váy á, đẹp lắm. 100.000. Rồi quần này dùm em, áo nó mặc cái quần này cũng đẹp. Quần này là tới 5 nút lận nên mặc lên cái form người mình nó nhỏ xíu luôn á. Nè. Ủa má ơi, cái quần này mà đẹp thiệt á, em đang có bầu chứ em không, em mặc cái quần này với cái áo laptop lúc nãy là mới chỉ xỉu ngang luôn. L bao nhiêu ký? Quần này thì không co giãn nhiều, L dưới 55 ký là mang vừa. Len nâu cho Hạnh. Quần này kèm size giùm em nha, S dưới 47, M dưới 53 và L dưới 56 ký chứ. 56 57 ký, 57 ký rồi xuống mặc L. Chị biết là size S. Chị biết giờ bưng kè á. Hết nâu hả? À đó chị hết nâu rồi Hạnh ơi, Hạnh lấy màu màu đen với màu xanh được không? Lấy màu xanh đi cho nó đẹp kìa Hạnh. Hết màu nâu rồi em. Quần là có 89, là có 90.000 thôi đó. SML. Quần này đẹp lắm mọi người. Tại vì mọi người biết sao không? Em hay khuyên mọi người lấy cái quần có cái nút nhiều á. Tại vì nó ôm được cái phần bụng. Ví dụ ai có bụng bự á mọi người ôm được cái phần bụng á. Rất là đẹp luôn. Nên là mọi người nên lấy. Cho em đổi M đi chị. Đổi cho Big cái size M. Nó đẹp lắm mọi người ơi. Nên lấy đi. Lấy một quần đi. Quần là siêu đẹp luôn á. Hết rồi, chị hết màu nâu rồi. Chị còn màu xanh với màu đen với màu kem à. Cho chị màu kem đi. Em đổi qua màu kem được không? Hết màu nâu rồi bé ơi. Còn màu kem được không? Lấy màu kem đi cũng xinh nè. Ôi màu kem đẹp quá. Lấy màu kem đi bé, thử màu kem xinh cho nè Hạnh. Em mời cho Thu Trang. Ok Thu Trang nhá. Lấy màu kem được không Hạnh ơi? Chị hết màu nâu rồi. Màu kem đi bé, màu kem xinh nè. Rồi kem. Cờ em kem cà rem là kèm ra. Cái màu kem đi, màu kem xinh mà. Màu kem xinh cũng xỉu luôn. Rồi set ngủ, xe 85.000. Còn có set, 2 set nữa. Set ngủ này hàng tao bao. Kem cho Thu Trang. Nè đẹp không? Đùi nhá, đùi cánh rơi mà. Hàng của Mango luôn.
sale còn có 85.000 thôi. Tới giờ buồn ói rồi đó. Rồi ai lấy cái giùm em set ngủ lụa mango á, cái này mặc ở nhà sang chảnh lắm luôn á. Xe có 85.000 thôi, rẻ không? Bữa 125 á, xe 85.000 set ngủ mọi người. Con vịt Dona. Rồi xe 85.000 ghi set ngủ dùng dung nha, 85. Có zip, có zin xuống dạ không? Rồi à, đầm này là đầm phong suông, mấy chị mặc đi chơi cũng đẹp, hay là bạn nào có bầu bì hay là cần mặc phong rộng ở nhà ngủ cũng đẹp. Xe 80.000 luôn. Đầm phong suông á, đẹp cưng không? Đẹp phong baby don chứ. Xe 150 lận á. Cái này tại vì chất này chất mắc á mọi người biết, cái này là theo á. Rồi 80.000 luôn, ghi cho em là quần kèm đầm kèm màu xinh nha. Đầm này siêu đẹp luôn, có 80.000 nè. Và nhìn kỹ giùm em, rất là xịn luôn. 80.000 ghi cho em là quần đầm 80 nha. Ai lấy đầm 80 ghi cho em là đầm 80. Em chuyên quần jean ôm thôi chị, em không có chuyên quần jean ấy. Rồi set sơ mi sale tặng luôn, còn có 2 set. Má ơi chất đủ mà đủ này nè mọi người. Rồi sale còn 100.000 luôn, ai lấy thì hốt lẹ nha. Set sơ mi này set sơ mi mắc đó mọi người. Màu đen với lại là màu anh bông hàng. Ngủ 85 cho Hạnh, Quý Hạnh Trần. Trời ơi má ơi cái set sơ mi này, thề với lòng luôn, cầm cái set sơ mi này 100 không tin luôn đó mọi người. Xịn lắm, đuổi xước luôn, đuổi xước rất là mắc. Này cái phong quần này mọi người đẹp không? Đằng sau có bo chun và có dây kéo một bên. Màu đen với lại màu nu. Má ơi cho mấy chị nhìn cận cảnh của cái set này nhá. Đây cho mấy chị nhìn cái chất của cái set sơ mi này, xịn sò không? Này. Đó, nút của nó cũng xịn chưa? Xịn lắm. Có 100.000 thôi. 145 mà sale còn 100 luôn, tại còn có 2 set à. Đẹp quá ha. Trời ơi, xuất sắc. Đủ nha mấy chị. Quần form lên này. Đó, quần là form lên y chang cái quần nhung em đang mặc luôn á. Rồi 100.000. Đen nu nu đen. Đen với nu nu với đen giùm em nha. Nu với chị Châu Ngọc. Nu với đen, đen dưới nu. Nu đen, đen nu. Quần jean dài có chớ, quần jean dài nhiều lắm. Đen cho chị Hội bưng kè. Vô da là da vô. Rồi set sơ mi 80. Còn có set rồi. 80 sơ mi trắng. Sơ mi trắng 80 nha. Sơ mi trắng 80 đưa chị set. À đây rồi. Rồi ghi cho em nha, được cái quần này, xịn không? Rồi 80. Ghi cho em là set sơ mi trắng 80. Sơ mi trắng quần mỗi hơi hầy. Rồi set sơ mi trắng 80. Rồi cái này mã này giùm em. Ngân set 80, ngân trần. Đây, set ngủ zig zag này Dung khuyên mấy chị nên mua một bộ để dành mặc Tết. Mua rồi để Tết mặc cho nó sang. Đó. Ví dụ như ở nhà tiếp khách cho mọi người ngày mồng 1 á, mình không đi đâu mình ở nhà mình mặc set ngủ này rất là đẹp. Cái gì quần đùi 98 là cái gì mấy đứa? Cái gì quần đùi 98 ta? 89 chị ơi. Chị lấy quần đùi hả? Quần đùi là 89.000 là 90.000 nhưng mà có size nữa, chị lấy size gì? Nè, set ngủ này tại vì nó sang để dành mùng 1 Tết mặc có 135.000 thôi. Để dành mùng 1 ví dụ như mình mùng 1 mình ở nhà, mình chưa có đi chúc Tết ai, mặc cái set này ở nhà ngày mùng 1 rất là sang luôn. Mà đi cuốn bài. Bài zig zag, kéo lô tô là hết bài luôn. Đúng không? Mà cái đó là siêu đẹp. Rồi ai lấy là ghi giùm em nha. Cái set sơ mi này quần hồng gì vứt đâu rồi ta. Rồi ghi giùm em nha. Set sơ mi hồng một bao nhiêu ta? 130.000 set sơ mi. Set sơ mi này cao cấp nha mọi người nha. Set 130. Ghi cho em là set sơ mi hồng. Quần jean L ấy chị Thu Lê. 89.000. Đây. Cái set sơ mi hồng này là hàng rất là xịn sò luôn. Set sơ mi hồng giùm em có 130.000 thôi. Khách vừa kêu vừa mua 208 xong. Y chang không khác cái gì luôn. Ngủ 135 cho Hoàng Yến. Ngủ 135 cho Hoàng Yến. Rồi ai lấy set sơ mi ghi cho em là set sơ mi màu hồng.
màu hồng có màu á. Còn em mặc không, mặc lại cho sếp này, mẹ mặc màu hồng. Màu xanh đen, màu nu, á buồn ỏ quá mấy chị ạ, màu nu. Đợi xíu nha, chị cũng nổ luôn á. Mệt quá. Rồi ai lấy set sơ mi nữa, ghi giùm em là set sơ mi nhá. Áo mặc còn. Áo mặc là 150.000 đấy em. Áo mặc 150 rồi, vô ấy lại chị đi. Tôi mẫu lẻ. Ai lấy set sơ mi không? Nãy cũng có mặc cho mấy chị cái like lúc đầu á. Đẹp lắm. Rồi ghi giùm em nha, set à, áo. Áo với set. Cái áo đang mặc đẹp lắm, có hai màu rồi đó. Sọc xanh với sọc đen. Má áo này mà mọi người mua jean bên Dung rồi thì nên mua áo này. Cái này Dung nói thật tình luôn á, mua áo jean á, mua quần jean á, nên mua áo này về phối quần jean đẹp lắm nè. Về phối với quần jean này cho em có 165 thôi mà nó xịn sò lắm luôn đó mọi người. Đó, về phối cái này liền cho em. Quần jean này có màu xanh với màu đen, khuyên chân thành luôn đó mọi người. Có 165 mình không mua được quần jean này đâu, em nói thật đấy, không đụng tới được luôn á. Em bán quá rẻ cái quần jean này luôn, 165.000 SML. Form là form ôm và cái này là cào nhẹ chứ không phải là rách nha, nó là giặt cào nhẹ mọi người. Có 165.000 thôi, xịn sò không? Xanh với đen kèm màu cho em. Quần jean bên nhà em thì mấy chị mua từ 5-6 năm nay mấy chị biết rồi, không có bán hàng rẻ nha mấy chị nha, mà giá thì quá rẻ luôn. Rồi áo sơ mi siêu cấp giùm em. Áo sơ mi này là em mặc với quần nhung có chụp hình cho mấy chị đó, siêu đẹp. Rồi áo sơ mi 120. Áo sơ mi 120.000. Áo đang mặc cho Kim Thúy Nguyễn. Áo sơ mi này có lót 2 dây ấy. Áo này hàng mắc nha mọi người nhá, 190 rồi đó. Dung trung lấy cho em cái size đi chị ơi, cho em xin cái size nữa. Cho em xin cái size nha, có size SML lận á. Rồi ghi cho em nha, áo sơ mi cao cấp. Áo này bán không có hàng bán luôn á. 130 dùm em. Mọi người ơi, cho Du xin thêm cái size nha. Rồi quần da tặc luôn 70.000. Còn có cái quần da này mặc với áo em mặc cũng đẹp này. Quần da dùm em 70. Quần da 70. Quần này quần da 200 mấy mà em tặc luôn 70.000. Quần da 70. Size L màu xanh như chị Dung Trung. Quần xước xước lúc sáng. Áo đen 60, giống cái áo xanh nãy Dung like mọi người đó. Cái này màu đen 60.000. Giống cái màu xanh củ vịt á, mà nó là màu đen nhá. Đen 60. Áo len đen cho chị Trần Thủy. Còn set quần giả, quần giả đó là sale 70 á, ở quần da. Chứ không phải hàng tặng không đồng đâu nha. Kèm giá tiền giùm Dung đi, mất công tưởng tặng không đồng á. Cái này là Dung bán tặng mọi người 70.000 đó. Đen 60 cho chị Thùy Dung. Hoàng Tinh comment giúp Dung đi. Xét sổ không đi đầu like này. Mẫu thìn cho em số điện thoại để chị ơi. Mua hàng buổi giờ không kèm, không cho thông tin gì hết nè. Rồi ghi cho em nha. Xét sơ mi này em sale có 89.000 thôi. Xét sơ mi 89.000. Xét sơ mi em nói cái sơ mi mấy chị mua đã là 85.000 là đã sale rồi. Em sale 89.000 luôn. Set sơ mi 89. Tại đầu la quá trời người dành mà có một, em bấm cho được con người á. Rồi ghi cho em là set sơ mi chân váy luôn. Xịn không? Hai cái sơ mi trắng nè mấy bà. Đẹp ha.
Trên váy xếp ly nhưng còn ML với XL. Thế sơ mi trên Như. Ôi trời. ML với XL thôi. ML với XL. Không, còn đi nó cũng rộng chị hết rồi. ML với XL, cái set sơ mi đó trong còn không em? Còn cái lại set bí á, kiểu như vậy có bí á, để đây chị. Nè, còn có size SML dùm em nha. Quần này đẹp xuất sắc, còn cái size L thôi. Size L dưới 53kg nha. Size 80, trắng size L 80. Trắng L 80. Trắng L 80. Trời ơi, má hàng lẻ mẫu bán hết rồi, giờ sao đi mặc má. Rồi ghi dùm em nha, hàng lẻ mẫu không ai đi mặc đâu mấy chị ơi. Hàng sale lẻ mẫu mà chạy vô chạy ra em đang bầu bì nữa mọi người. Không cảm giúp Dung đi. Bầu bì mà mọi người cứ bắt thay lên thay xuống xỉu á. Rồi ghi cho em nhá, quần 80.000 size L nhưng mà dưới 53kg mới mang vừa nha. Nè set này mới đẹp, cũng là set sơ mi luôn. Cái này là siêu phẩm á. Em đang bầu đang bì á mọi người. Thông cảm cho em cái vấn đề thay đi. Chứ bây giờ ai cũng đòi đi thay hết. Em mệt xỉu, chịu không nổi luôn á. Rồi ghi giùm em. Thay đồ mệt lắm mọi người. Mọi người thay hai bộ đồ mọi người đã lè lưỡi rồi. Ngày em thay cả gần chục bộ đồ lận á. Rồi ghi giùm em nha. Set sơ mi. Cái này set sơ mi mắc là 160 lận á. Xem mấy chị 100.000 luôn. Má cái set này mọi người, những cái chân váy này xịn sò không? Nổi cái chân váy thôi á mọi người. Cái áo sơ mi em chưa tính đó mọi người. Nè, xịn không? Trời ơi nè. Rồi ghi cho em nhá. Cái này ai lấy nhanh thì có nha mọi người. Đen với nu. Má cái chân váy đẹp quá trời quá đất luôn. Đẹp, xuất sắc luôn. Ghi cho em nhá, màu nâu da dầu trinh. Nâu tây ha, nâu bao tây luôn á. 100.000. Set sơ mi bao nhiêu ký mang vừa? Dưới 58kg chị. Dưới 58kg mang vừa. Nó màu nâu bao tây luôn á. Màu nâu đúng tây luôn á mấy bà. Cái chân váy đẹp lắm. Cái chân váy có quần đằng trong nhá. Chân váy là dạng bí á. Cho số điện thoại chị ơi. Số hàng ghi mỗi mã với lại là cái địa chỉ rồi. Rồi cái số điện thoại đâu? Em thêm cái số điện thoại nữa. Nâu với đen 100.000. Quá rẻ luôn đó mọi người. Hàng Quảng Châu lận đó nha. Hàng rẻ đâu. Đây. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Nâu với đen. Đen với nâu. Nâu với đen. Thêm cái số điện thoại với má ơi. Với má à. Đưa xếp đó. Đưa xếp này. Đó. Rồi mã này dùm em nha, ghi dùm em. Set. Khách mới toàn là không nghe máy nhiều lắm. Đa số ở đây toàn khách mới không nghe máy thôi mấy chị ơi. Em đã dặn đi dặn lại là khách mới mua hàng bên em là lưu ý để ý điện thoại đi. Tại vì mình vừa mới mua mà mình đã bom hàng rồi là lần sau em không bao giờ em bán cho nữa. Khách quen mà bom hàng em còn bán lại. Chứ còn khách mới mà đã không nghe máy một lần hoặc là đã bom một lần là em cho vô danh sách bom hàng. Là bom hàng khách mới là không bao giờ em bán nữa. Tại vì mấy chị mới mua một lần đầu thôi mà mấy chị đã bom người ta rồi thì không ai bán cho mấy chị lần thứ hai đâu. Em nói thật. Mấy chị đi hỏi những shop khác cũng vậy. Ví dụ như mấy chị mua 3-4 lần đi mà mấy chị bom có 1 lần thì em cọc em vẫn bán lại. Còn mà đã khách mới đã để cái dấu vết để lại rồi là không bao giờ em bán lại cho đâu. Mai mốt nhiều khi mấy chị nói ừ con này không bán thì có con kia khác. Nhưng mà nhiều khi mấy chị thích cái mẫu đó ở chỗ mỗi chỗ em bán thì sao? Nên mình lưu ý để ý cái điện thoại dùm em. Mẫu thì lên cái số điện thoại chị. Không có số điện thoại sao mà liên lạc được với chị mà giao hàng nè. Shipper đâu có phải thần đâu mà biết nhà chị ở chỗ nào. Cũng phải gọi điện thoại chốt đơn nữa chứ. Cho một cái địa chỉ với cái mã sao mà chốt. Rồi ghi dùm em nhá. Set dùm em. Set này sale 95.000 luôn. Baby doll cao cấp á mọi người. Cái này vải rất là xịn. Rồi set baby doll giùm em nhá. Comment giúp em là set baby doll. Comment giùm em là set baby doll nha mọi người. Comment giùm em là set baby doll. Cho cái số điện thoại riêng đi chị ơi, chị trừ
Chị bấm chị tự trả lời cái comment của chị là bên này nó không có hiện nè. Chị tự trả lời cái comment của chị thì bên em đâu có hiện đâu. Trên này thì nó hiện chị nè số điện thoại, nhưng mà chị tự trả lời cái comment của chị là nó không hiện bên em đâu, thấy không? Cái danh mục địa chỉ nè, cái số điện thoại chị tự trả lời comment nó có hiện đâu. Bấm cái comment riêng thôi, đừng có tự trả lời comment của chị. Tự trả lời comment của chị là bên hệ thống nó không có hiện đâu. Tại cái đó là chị tự trả lời cái comment của chị là mỗi mình chị thấy thôi. Em không có thấy được. Chứ trả lời comment của em còn thấy chứ tự bấm trả lời comment của chính mình thì nó đâu có hiện bên này đâu. Rồi ghi giùm em nha. Nó đâu hiện lên hệ thống đâu. Rồi ghi giùm em set này vải siêu đẹp. Rồi sale 70.000 luôn. Set 70. Set đen này vải hãng nha mọi người nhé. 70.000. Ghi cho em là set đen 70. Cái này hàng hãng á, xịn lắm luôn. 70.000 giúp em nha. Ghi cho em là set đen. Set đen 70.000. Đó, như vậy thì em mới thấy được chứ. Nè, cái quần jean dài á, mẫu sáng á, màu đen với màu xanh. Size L. Còn đen L thôi chị, hết L xanh nhá. Là chỉ còn có một cái thôi. Còn cái màu đen L thôi chị, hết xanh L rồi. Nói vậy là bà không hiểu hả ta? Chị đưa rồi nhưng mà chị bấm tự trả lời cái comment của chị bên em không có thấy. Nè, Nhi kiếm đi lấy mẫu dùm chị để chị like nè, lâu quá. Set 70 cho Ngân Kim. Rồi set thể thao dùm em nha mọi người. Set thể thao. Đây nè, siêu xịt luôn, 145 nhá. Quần là quần phong ôm nha mấy chị. Quần này là quần phong ôm luôn, xịt sò không. Sale quá rẻ luôn á. Rồi ghi cho em là set thể thao dùm em 145. Cái này là phi size nha mấy chị nha. Đây là phi size á. Ghi cho em nhá, set thể thao. Rồi ghi giùm em nhá, set thể thao cao cấp 145. Cái set này là đang hot ơi là hot luôn á. Set thể thao 145. Chỉ có một cái quần thôi nha, chỉ không có hai cái đâu. Một cái màu đen thôi, hết xanh rồi. Rồi ghi giùm em set thể thao 145. Cái này phi size mấy chị. Set ngủ trắng. Trời ơi má ơi, bà nào xả set ngủ trắng này trời. Không có hàng luôn á. Set ngủ trắng 2 giây sale 100.000. Không có hàng mà bán cái set ngủ này, đang cố về lại luôn á. Nè, ghi cho em là set ngủ trắng cao cấp này, siêu siêu đẹp luôn. Set ngủ trắng hết set đen này em ơi. Set ngủ trắng cái set đen nó còn không? Set thể thao 145 cho Châu Nguyễn. Đơn em bữa đầu bên chị gửi địa chỉ, gửi lại địa chỉ mới là cộng thêm tiền vô cho em hay là sao? Là sao đơn hôm bữa Nguyễn Thắm là Hạnh Sino là sao vậy? Là sai địa chỉ hả? Sai địa chỉ gửi về cho khách, có nghĩa là đơn em bao nhiêu tiền ship đi là em phải chịu nha. Ví dụ như hoàn hàng về thì chị chịu cho. Xét ngủ trắng cho chị Nguyễn Thị Thắm. Rồi hết. Rồi set đen 70. Hôm sau mua chị phi ship cho. Là đơn chính thức tiền của em không á, là quần áo không là bao nhiêu tiền để chị biết, chị còn biết tính ship. Đơn quần áo không là bao nhiêu tiền đó bé. Này set ngủ này em còn set này, set đen này em còn một set 70.000. Set đen này hàng hãng 70.000. Có gì inbox dùm chị đi, đừng có xử lý hàng trên like nhá. Inbox dùm chị đi rồi ví dụ chị em không có mua thì nữa thì chị trả tiền ship cho em, còn mà em mua thì đơn sau trừ cho 35.000. Rồi đen 70 cho Giàu Trinh nhá, đơn sau mà mua chị phi ship cho. Tại sai địa chỉ là lỗi của bên chị không có bắt khách chịu ship, còn không em? Đen nó còn không hả? Giống mà. Lên cho chị Phương Bùi. Còn nó mấy chị ơi, còn 2 set ạ. À? Còn 1 set ạ. À? Còn 1 set. Rồi set cam xe 120. Má set này là siêu phẩm của nhà Dung á. Mà hết rồi còn có 1 set ạ. À? Xe 120 nhá, cam. Có set ngố không Dung? Có.
Rồi cam giùm em. Trời má ơi, ai chốt được cái set này là đúng đỉnh luôn á. Set cam 120. Cam 120 giùm em nha. Ai lấy cam đi giùm em. Đưa cái set ngố lúc nãy em quần hồng với là quần vàng á. Đang mặc còn như chị Hiền ơi. Cam cho giàu trinh. Đang mặc em có hai màu á chị Hiền. Hai màu là màu xanh với màu đen ấy. Set cam đó hình như là còn một set á, chị nhớ mang mãng đâu á, đúng không? Cam còn một set á, nhìn cho chị cái màu cam đó chứ. Còn một set không, bữa nhớ hai set. Bốn set là chị like có hai set thôi. Có đúng không? Cam cho chị Thắm. Kể nó. Đập cho nó một phát đi đít á. Hả? Chị đập nó nè. Ờ. Chị set đen cho An Khanh 70. Nè set ngố này chúng còn 2 set. Cam em hết rồi chị Vũ ơi. Đây nha mọi người. Set ngố này là hàng mắc mà chúng sale có 115.000. Set ngố này là hàng siêu xịn luôn. 115 nha. Mà set này là đúng đẹp luôn đó mọi người. Vải xịt ơi là xịt luôn. Set cô gái màu hồng với màu vàng giùm em. 115.000 mà mua set này là quá lời luôn đó mọi người. Thấy xịt sò không? Quá rẻ luôn đó mọi người. 115.000 ghi cho em là set cô gái. Em còn có 2 set luôn á. Xịn sò không? Áo là vải lụa xịt nhá, chứ không phải vải rẻ đâu. Ngố vàng cho giàu trinh. Vàng với hồng. Nên khuyên chân thành lấy set này. Không lên lên form không đẹp cứ trả lại cho em. Đẹp lắm này, em có mặc màu hồng với màu kia cho mấy chị rồi đó. Vàng cho chị Trang. Hồng cho Lily. Rồi hết vàng, còn một hồng nữa là hết luôn. Nãy không có mà bán á. Rồi ai lấy cái giùm em nha. Đó, em còn một set cô gái màu hồng thôi là hết luôn. Hết vàng rồi Dương ơi, lấy màu hồng đi nè, màu hồng cưng lá. Này Dương mặc màu hồng cưng ơi là cưng luôn á. Hồng cho Trang Trang. Còn có set hồng cuối nè. Thương có lấy thì chốt, tại cái set này đẹp lắm. Màu hồng xinh lắm. Ghi cho em là hồng nhá. Hết rồi, còn có set. Áo Dương mặc ai lấy nữa không? An Khanh nhớ chốt thêm một sản phẩm chị Dung đi nha. Rồi set. Set chữ giùm em 70 luôn đi. Set chữ 70. Set chữ 70 xinh ha. Set chữ 70 nha mấy bà. Áo đang mặc em sale có 150 à chị. Không phải sale mà em bán giá vốn mấy chị ạ. Cháu này hàng mới về á. Tại vì em thấy người ta bán mắc cho mấy chị quá 200 mấy lận. Em lời có đúng 5.000 tiền phí luôn đó mọi người. Áo này là áo hàng loại 1 đó. Rồi ghi giùm em nha. 70.000 set đen. Đen 70.000. Set cô gái cho An Khanh. Rồi mã này. Rồi set cô gái nó đẹp lắm luôn. Rồi ghi giùm em nha. Set này là gồm áo ghi lê cột nơ phía sau. Kèm theo cái áo sơ mi em sale 120 luôn. Set này là hàng tao bao luôn đó mọi người. Set sơ mi cái này mặc với lại là chân váy rất là đẹp. Rồi set sơ mi 120, 250 á. Sale còn 120 ghi cho em là set sơ mi 120. Phá nha, phá mẹ đánh đấy nha. Rồi ghi giùm em nha, mã này. Set thể thao sale 130 luôn. Thể thao mọi người 130. Này còn có set à. 130 nhá. Set thể thao có nón, cái này làm áo khoác riêng cũng được. Thể thao có nón luôn, 130. Đó. Thể thao có nón 130 giùm em. Má đẹp quá ha. Mặc rất là cưng luôn. Thể thao có nón 130. Siêu phẩm đó mấy chị. Rồi áo khoác tặng mấy chị 79.000 luôn. Set chữ màu đen còn không? À, nãy An Khanh à, phải. Set chữ cho An Khanh. Nè mấy bà, áo khoác đẹp lắm. Xuất sắc luôn. Rồi ghi em áo khoác 79.000. Áo khoác 79. Ghi cho em là áo khoác 79 nha mọi người nhá. Áo khoác 79. Ai lấy áo khoác ghi giùm em là áo khoác.
À, xé này mặt này mùa mùa Tết siêu cưng này. Cưng không? Ừ. Trời ơi. 125. Áo khoác cho Kim Ngân Kiệt. Nhớ chốt thêm một sản phẩm Dung đi hàng nha. Rồi ghi cho em là set nu. Trời. Gớm con, gớm dai, gớm. Đưa chị cái set sáng đi, chị mặc cái set sáng cho nó xinh. Con nhiều chuyện quá đậu ơi. Nhiều chuyện thôi cũng giả nữa. Sao con nhiều chuyện vậy? Lêu lêu, con gái thay đồ, con trai đứng nhìn lêu lêu. Nó nhiều quá. Nhiều quá là anh đậu không biết ngại là con trai gì không biết nhục vậy. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Đẹp không? Mẹ đẹp gái không? Đẹp gái số 1 nói hay sao? Úi giời ơi. Rồi set này đẹp không? Mắt xinh quá mọi người ơi. Set thể thao á, dễ thương lắm luôn á. Mà có 100.000 mấy chị nhìn cái set xịn sò không? Trời ơi, set này mà không lấy là tiếc lắm luôn á. Thể thao có 100.000 thôi đó, 160 mà xem mấy bà có 100.000 thôi đó, rẻ không? Tôi bán cho mấy bà cái set này là đúng bán vì đam mê luôn á. Xinh ha. Có 100.000 tôi còn nó 3 set à. Dễ thương quá. Cái form quần cho tới form áo luôn á, xuất sắc. Cái này là chất nỉ cao cấp á mọi người, chứ không phải là chất hàng rẻ đâu. Có 100.000 à, rẻ ơi là rẻ luôn. Mà mấy chị thấy mặc xinh không? Ờ, mặc đi du lịch rất là cưng luôn. Dễ thương ha. Đó. Bạn nào mà chốt đầu like cảm giác hụt hẫng rồi thì em mặc cái là phê luôn á. Tôi không biết là mình mặc đẹp hay không, Dung mặc á, Dung bầu bì mà Dung mặc còn đẹp, mặc đẹp vậy mấy bà còn xuất sắc hơn nữa. Túi đeo là 250 mà sale còn 200. Thu Hiền là set thể thao. Trời má đẹp ha. Chị thấy đẹp không? Xuất sắc luôn á, thiệt. Set này em khuyên mọi người 160 mà sale còn có 100.000. Quá rẻ. Rồi ghi giùm em nha, set. Rồi set xanh. Set xanh sale 75.000 luôn đi. Còn có set à? Nè. Màu đen này còn đủ size, còn màu xanh thì còn SM thôi. 165. Cào nhẹ chứ không có bị rách nha. Đây. Xám với lại là xanh giùm em. Quần là phong ôm hết, chúng bán quần phong loe. Phong loe khách kén mặc lắm. Nhiều người dáng đẹp thế mới mặc được phong loe chứ còn mà khó mặc lắm mọi người. Rồi set Quảng Châu giùm em. Set mấy chị 70 luôn. Set này em có nhiều màu mà em hết rồi, còn có set thôi. Rồi ghi cho em là 75 nha mọi người nhá. Set cao cấp á. Cái này vải đẹp lắm. Ghi cho em là set 75 luôn. Comment giúp em là set 75. Set 75. Rồi ghi cho em. Set này comment giúp em là mã số 1 đi. Hoặc là mã số 1 đi. Màu đen 70.000. Mã số 1 màu đen 70. Mẫu đen L không cài thì chị chả biết nằm ở đâu nữa em ơi. Rồi ghi giùm em nha, tí nữa em coi lại like đi. Rồi ghi giùm em nha, mã này comment giúp em là mã số 2 màu đen 70.000. Rồi lấy hàng trong kia ra cho em. Màu đen giùm em, ghi cho em là đen nha mọi người nhá. Đen 70. Đen 70. Rồi chỉ có 1m58 mà cao gì. Chỉ có 1m58 thôi. Rồi áo đen này em sale này có 59.000 thôi. Mà áo này đẹp lắm. Xịn ơi là xịn luôn á. Cái áo này kiểu gì mấy chị cũng phải có trong tủ nha. Tại áo này nó rất là đẹp luôn. Áo này cực kỳ đẹp luôn đó mọi người. Nè, thấy không? Rồi ghi giùm em nha, áo đen. Rồi áo này mặc cái quần sọt cũng đẹp. Mặc cái quần dài cũng đẹp. Rồi ghi cho em là áo đen 59.000. Comment giúp em gửi xem đi nhé. Rồi áo đen giùm em. Ê, hình như là cái set sơ mi còn kìa. Đưa chị cái set sơ mi đó coi. Cái áo sơ mi trắng kìa. Đây đây ừ.
khác rồi má ơi. Sesame nãy còn rồi mấy chị. Cục thận ấy. Coi con màu gì vậy? Má ơi, cái sesame nãy mọi người dành nhau mà em nói được cái áo sesame xịt đó. Em sale có 89 nghìn đó mọi người. Ai lấy thì chốt giùm em, còn một đen với một nu này. Quá trời người đánh nhau cái set này luôn á. Đen với nu, hàng này hàng Quảng Châu 140 nghìn lận á. Nè, thấy không? Rồi ghi giùm em 89 nghìn. Còn có hai set đen với 2 set nu à. Nãy dành nhau quá trời cái set sơ mi luôn á. Tại em sale có 90 á. Cái áo sơ mi không mấy chị thấy xịt chưa? Đây, bích cái này cho mấy chị nhìn cái áo sơ mi rỉ kỹ này. Áo sơ mi không á là em bán riêng thôi đã là 140 rồi. Đó, thấy không? Cái set này là ai cũng dành, nãy ai cũng dành hết. Chân váy nu với chân váy đen nhá. Ai lấy ghi dùm em, có 89 nghìn thôi. Tại sao màu nu quá trời người dành nhau luôn. Được rồi em ơi, comment cho em cái màu. Set sơ mi kèm màu nhá. Đen cho Kim Ngân Kiệt. Ai lấy thì ghi dùm em nhá, màu giúp em. Đen với lại là nu. Nu đen, nu chị Thùy Dung. Này về tách riêng ra mặc đẹp lắm luôn đó mọi người. Tách riêng ra đã lời rồi. Tính ra một món có 45 nghìn thôi đó. Mà áo sơ mi xưa giờ làm gì có 45 nghìn. Chân váy làm gì có 45 nghìn mọi người. Lời lắm luôn đó. Rồi còn hai set, một đen một nu. Hết luôn á. Rồi set riêng sale luôn. Đen cho Oanh Hoàng. Anh Hoàng ở đâu đây ta? Bình Dương hả? Khách tỉnh ở chốt trên hai món để đi hàng nha. Rồi sơ mi rin. Em còn một set sơ mi nu thôi là hết. Chị Thùy Dung có. Má ơi, set sơ mi rin này 165 sale còn 135. Má set sơ mi rin này đúng đỉnh luôn á. Xem 135 rẻ hơn cả cái áo em sale luôn đó mọi người. Set sơ mi rin nhá. Ai lấy thì chốt lẹ quất liền giùm em. Set sơ mi rin giùm em. Có như fan này có set sơ mi á. Nè. Cái này là quần đó nha. Mà dạng quần váy á, nó là quần á. Mà mặc lên form như là chân váy vậy đó. Cái áo sơ mi không mấy chị đã mua giá hả 145 rồi. Đen. Còn set trên váy đen hết hả? Còn set trên váy nâu thôi chị Thắm ơi. Rồi ai lấy thì ghi dùm em nha. Set sơ mi rin. Set sơ mi rin dùm em. Set sơ mi rin cho chị set tốt trước đi. Quần size M dưới 53kg. Rồi set này. Hết set trên váy đen rồi. Còn set trên váy nu thôi. Rồi ghi cho em mã này. Quất liền dùm em cái mã này nhá mọi người nhá. Set sơ mi rin cho chị Hương Nguyễn. Rồi ghi dùm em mã này nha mọi người nhá. Trời ơi mã ơi, set này đẹp lắm luôn á. Rồi set này 150. Mã set này em thề với mọi người cầm trên tay là mọi người xỉu ngang luôn. 150 bằng 1/3 giá người ta bán ở ngoài 300 mấy đó mọi người. Set này mặc Tết á. Này, hôm bữa mặc rồi nên là không mặc lại nữa nha. Còn có mấy set à. Rồi set dùm em màu nu. Màu xanh với màu hồng. Hết rồi. Nu xanh với hồng dùm em nhá, khỏi mở ra đi. Cái set này mọi người nhìn là mọi người biết hàng xịn. Ai nhận cái set này rồi cũng mê hết mọi người. Ghi dùm em nha. Chị Hương Nguyễn có thông tin rồi chị. Ai chưa có số điện thoại hả? Để Hương Nguyễn có số điện thoại không? Đứa nào nhắc đây. Địa chỉ ở đâu vậy chị ơi? Cho em thêm cái địa chỉ đi chị. Cho thêm cái địa chỉ nha. Chưa có địa chỉ luôn. Rồi ghi cho em nhá, set 150 kèm màu dùm em. 150 kèm màu. Ai nhận set này review cái đi mọi người, xịn sò lắm. Rồi áo sơ mi LV có 2 màu, sale 85 luôn. Sơ mi LV cao cấp 85.000. Màu đen với lại là màu nâu. Sơ mi LV cao cấp đen nâu dùm em. Cái này đẹp lắm. Hương Nguyễn cho thêm cái địa chỉ nha gái đẹp ơi. Nè, xịn sò không?
Má, cái lụa này là lụa không bao giờ nhanh luôn. Không bao giờ nhanh luôn nha mấy bà nhá. Rồi ghi giùm em nhá. Ok chị này. Xịn sò không? Khách mới nhớ chú ý điện thoại nghe máy nhận hàng ở chốt hàng nha. Nhận hàng với chốt hàng nha mấy chị, chứ đừng nghe máy chốt hàng mà không nghe máy nhận hàng nha. Rồi ghi giùm em nhá, sơ mi lụa cao cấp 85.000. Nâu cho Lily Trần. Rồi còn một nâu với ba đen là hết. Nâu đen cho New Fan, hết nâu đúng không? Ba cái sơ mi này em bán lỗ luôn đó mọi người. Lấy vô 95.000, nó không bữa bán có 125.000. Tại sơ mi này nó mắc lắm. Năm ngoái em bán 180.000 đó. Y chang luôn. Nâu đen nha mọi người, còn đó mọi người ơi, nâu với đen còn một nâu à. Rồi ai lấy nghiêng đưa chị xét cầu vòng đi coi. Nâu đen là hai cái đó má. Rồi ghi giùm em xét cầu vòng. Trời ơi, xét này đẹp lắm luôn đó Như này. Cái quần mọi người nhìn cái quần đã không? Quần là bằng len đấy. Rồi xét cầu vòng sale 115, 155 mà sale 115 luôn. Set này ngủ đó bán 145 rồi mấy chị. Đơn này mai mới đi em ơi. Mai nha em yêu ơi. Mai tối like thêm một like nữa rồi mai mới đi nghe. Rồi ghi giùm em nha. Mai thứ hai đầu tuần em chỉ chốt đơn thôi. Với lại tại vì không có hàng mới á mọi người. Chủ nhật hôm nay sửa nghỉ. Cầu vòng cho giàu Trinh. Rồi còn hai set 315.000 mới chị mua về không xịn với tiền. Về có cái áo màu trắng á, phối vô nữa. Còn set sọc nha Lành Dương, set sọc 130 còn không? Ai lấy cầu vòng còn hai set. Má cầu vòng này về cái quần phối với được áo nào cũng đẹp. Rồi mã này dùm em tối em like thêm một like sale nữa. Rồi mình chốt đơn luôn nha. Mai là ngày chốt đơn chứ mày mai không có like. Tại thứ hai đầu tuần em thường không có like mọi người. Cho mấy bé nó chốt đơn. Rồi ghi giùm em với lại chủ nhật đó, xưởng không có về hàng mới á. Tối nay sẽ xả sập sàn luôn. Cái này soạn đồ ra xả mấy chị. Rồi ghi giùm em nhá, set. Set sọc này còn. Cho Lành Dương một set sọc này. Cái này em còn 2 set nữa là hết. Ồ cái set sọc này em thề với mấy chị này. Em cho mấy chị nhìn 10 lần với chị vẫn ghiền cái set sọc này. Em nói thật nè. Mấy chị thấy cái set sọc này cưng lắm. Đi đôi giày thể thao như thế này nữa. Không cưng không lấy tiền luôn á. Hàng của nhà em là hàng xịn luôn mọi người. Xò lắm. 130.000 set thôi. Quần là quần form suông như thế này. Đây mọi người nhìn. Quần form rất là đẹp. Vải áo là mê luôn nhá. Bao nhiêu ký cũng vô được. Set này 70-80 ký thoải mái. Chị Dung, Dung Trương một sọc. Cái gì Dung Trương này có rồi hay sao á. Em nhớ là có một set sọc mà không biết là sọc 99 khác. Rồi ghi cho em là set sọc dùm em nhá. Còn một set nữa. Phải đẹp lắm luôn đó mọi người. Có 130.000 là về phối ra riêng. Đẹp xuất sắc. Rồi ghi cho em là set sọc nha mọi người ơi. Set sọc dùm em. Còn một set cuối. Châu Nguyễn một set sọc. Châu Nguyễn đi cọc luôn dùm em này. Khách mới 4 sản phẩm rồi. Mấy chị ơi ráng đi cọc giúp em đi. Khách mới nó phải cọc hết đó mọi người. Tết rồi. Rồi set 3 món xả tặng luôn 120. Này là cho luôn nó tặng cái gì. Set này là siêu đẹp, 3 món màu hồng với màu nâu. Cọc giúp em đi, không có thẻ ngân hàng, không có banking thì mấy chị giúp em mua cái thẻ Việt Nam hoặc là Vina nhá. Gửi vào cái trang bay Dung đăng like á. Mấy chị mua hàng là em trừ cọc đi hàng à. Chứ em không có giữ cọc. Em mở cọc giúp Dung đi nha. Rồi ghi dùm em nhá, set 3 món, má cái set này nó đẹp. Sale còn có 120, 180 mà sale còn 120 nhá. Trời ơi cái quần này. Số tài khoản em ghim ở dưới ấy chị, em có ghim cái số tài khoản ở dưới luôn á. Chị bấm dùm em cái số tài khoản Đông Nhi ghim ở dưới ấy chị. Rồi ghi dùm em nhá, 3 món luôn mà có 120 thôi, 180 á. Màu nâu với lại là màu hồng dùm em, nâu với hồng 120. Ghi cho em là nâu với hồng 120 dùm em nha. Nâu với hồng 120. Rồi set sơ mi tặng luôn 99.000. Trắng với xanh kết. Áo rồi set này em bán hot rồi là hot. Bây giờ phải sale này. Còn có 2 set à.
xe cho nó sạch kho luôn. Hồng với lại là trắng 100 nghìn. Hồng với trắng 100. À, cái set này nó đẹp lắm luôn mọi người, mặc siêu cưng luôn. Set sơ mi hồng trắng, set sơ mi bèo á mấy bà. Ôi xinh chưa? Ngất ngây con gà tây, trời ơi mọi người nhìn này, dễ thương lắm. Dễ thương lắm luôn đó, mà có 100 nghìn thôi đó, sale luôn. Xanh với hồng, à, xanh với trắng giùm em. Trời ơi má ơi, mặc vô là nhức nách luôn đó mấy bà. Ê, ướm vô mấy chị nhìn nha. Trời ơi dễ thương không? Rồi xanh với trắng giùm em, có 100 nghìn thôi đó, rẻ không? Cái quần là vải của nó là vải tắc ta luôn đó mấy bà. Rồi sơ mi xanh với trắng giùm em, nó đẹp quá ha. Mà có 100 nghìn, sale luôn. Sale ngay và luôn. 3 giờ rồi đó. Chấm bài giùm em đi nè, còn coi không? Không coi thì để em ọp mấy chị ơi. 3 món hồng cho chị Thắm. 3 món nó đẹp lắm, mặc lên bao cưng luôn á. Ui, set này xịn lắm luôn á. Set này sale, hôm qua em sale có 120 à. Rồi ghi cho em là set. Trời ơi, cái này mà, cái này là dân Hà Nội hay mặc đó mọi người. Cái chân váy như thế này á, ở dưới là loe nhẹ mấy chị, loe nhẹ nha, chân váy loe nhẹ. Cái áo len ở đằng ngoài này cưng lắm, cái áo len, cái ống tay này. Đó, sale cho bà rẻ lắm luôn. Có 120, 160 mà sale còn 120. Ghi cho em là set xám 120 nghìn. Ghi cho em là xám 120. Comment giúp em là xám 120 nha. Mấy bà muốn lên cái gì nè, không để ọp. Em ơi đưa cho chị cái cục hàng sale đó đi. Em nên bỏ lên đây chị sale không? Bỏ lên đây. Bỏ cái set thể thao xuống đi cho nó tống. Cái set thể thao móc cái gì tống chị. Rồi quần này, cái này em xả hàng của khách xả. Còn một cái quần ngố size M 130 nghìn. Ngố em mở rồi bá, ngố này màu này em hết sạch luôn. Ngố hầu như là không còn luôn đó mọi người. Ngố dùm dung nhá, ghi cho em là ngố. Má ơi, cái màu quần này size M 130. Ai mà xả ngố bên nhà em là không mua được ngố chỗ nào xịn hơn luôn á. Cam kết cho mấy bà luôn. Ngố bên nhà em xịn lắm. Rồi quần ngố dùm em 130 size M nhá. Size M 130. Ngố M 130. Rồi set len. Cái này hôm bữa em bạn đã bán lỗ với chị 112.000 rồi mà vẫn bom. Rồi sale luôn. 85.000 luôn, tặng vía luôn. Nè. Set này là hàng xịt nha mọi người nhá. Set len á. Mang ngứa quá. Set len giùm em, ngố M cho Uyên. Má cái quần ngố nó đẹp. Rồi ghi giùm em nhá, set len cao cấp. Hôm bữa là em sale 112.000 đó mọi người. Rồi 85.000 ngố cao cấp nha. Ghi cho em là set ngố xám 120. À lũ, 85. Rồi quần tây size M. Quần tây size M sale mấy chị 79.000. Quần này là M nha mọi người nhá. Quần M 79.000. Quần này là quần tây á mấy bà. Tây M 79. Tây tạc. Đây tạc các mấy bà. Rồi áo tặng luôn, chơi luôn 50.000. Bà nào chốt cho hai cái rồi bom hai cái, trong nhà đâu còn cái áo nào đâu. Rồi 50.000 hai màu, xám với lại là màu vàng. À, áo này đẹp. Xám vàng giùm em. 50.000 một cái. Ghi cho em là màu xám với màu vàng 50.000. Nhìn bố láo ăn cắp không? Rồi ghi cho em là xám với vàng 50.000. Bụi đời chợ lớn. Rồi xám với vàng 50 nha mấy bà ơi. Áo nha. Ui rin. Rin này còn cái L. Bụi đời chợ lớn luôn này. Đeo đeo kính tri thức. Quần này còn cái L này mấy bà. Quần L. Ghi cho em là quần L. Áo vàng như chị Bích. Cà chua có đơn hàng gọi nghe máy chưa? Ừ?
Cà chua xong mua hàng gọi điện không nghe máy nhỉ em? Đâu, coi nhìn giùm chị coi. Nghe máy là phải cọc đó nha. Bởi chị thấy còn hàng mà. Đây em inbox cái số tài khoản cho chị nha, đợi em xíu. Đây. Đó, em inbox cho chị rồi á. Em gửi số tài khoản cho chị rồi á. Quần tây là 79 bà ơi. Quần L đúng rồi, 165. À cà chua là bưng kè hả? Sorry. Ủa bưng kè hả ta? Cà chua bưng kè hả? Ok cà chua. M79 chứ cà chua, chị đừng em khách tỉnh. Ok cảm ơn em nhá. Thì chị đừng em khách tỉnh, hôm bữa có không nghe máy. Quần này 165. San L mấy bà. Cái đó còn có cái San L. Sorry cục cưng. Trời ơi áo khoác này mấy bà. Nghĩ sao vậy? Bom cái áo khoác màu xám 79.000 còn có một cái à. Áo khoác 79.000. Má nhìn bộ đời quá mấy chưa ơi. Hiền dịu như thế này mình. Rồi ghi giùm em nha. Comment giúp em. Comment giúp em nha. Áo khoác xám 79.000. Má những cái này ổn chị ơi. Để sức tối mà chiến chứ. Không xỉu á. Rồi má ơi xếp ngủ 75.000. Bà nào bom dữ vậy. Nghiệp dữ vậy. Má ơi trời ơi xếp này đẹp lắm. Ngố ngờ ông ngố ngố giùm em ngố 75.000. Cái này quần len luôn đó mọi người. Ngố 75.000 ghi cho em là ngố ngố giúp Dung nha. Ngố 75 hết rồi bà ơi. Quần L 165 cho Hoàng Trinh. Ngố 75 nha Ngân nè. Ngố 75 rồi set này tặng luôn cho mấy chị trên live. Còn có set là 95.000. Còn có đúng một set luôn á. 95. Má ơi set. Chỉ còn quần đùi da hình như là còn đúng không Thuận? Còn á, lâu rồi chị không lái không bởi về có trăng. Úi trời ơi. Ông chích bê ơi. Rồi ghi giùm em nha. Quần tây size M còn không ta? Má còn ông này. Quần tây L còn không Thuận? Ờ, 4 nút đấy em. Ngố 75 chung hết rồi chị Vũ ơi. Ơi ơi. Mười hai bên nước đúng chung. Rồi ghi dùm em nha. 95.000 set dài. Cái vải này vải đẹp lắm luôn á. Set dài dùm em nha mọi người. Set dài quần ôm á. Xe cho mấy chị 95.000 set dài. Với cái áo sơ mi 130 hết rồi. Áo sơ mi 130 hết rồi. Chân váy này còn ML với XL thôi nha. Hết S. ML với XL hết S nha mấy bà. Còn ML với XL nha mấy bà. Hết S nha. Xếp dài cho chị Oanh. Ok chị Oanh. Quần tay em M cho Chi Bích bưng kè. Mũ Balenciaga có bán chứ. Trời, vàng em còn bán nữa mới lo cái gì. Nó là 130 mấy bà ơi. Nó còn nó 3 cái à. Đơn 500k ngày 12 tháng 12 sẽ được free ship. Mọi người mua trong ngày hôm nay đơn trên 500k chuyển khoản nha. Không chuyển khoản không được free ship mấy bà. Chuyển khoản được free ship. Nói chung là em chưa bao giờ free ship cho ai bất kỳ một cái gì hết. Nhưng mà ngày 12 tháng 12 ngày cuối cùng của năm là em sẽ tri ân cho mấy chị là free ship đơn trên 500k đối áp dụng người chuyển khoản nha mọi người nhá. Đó, nên mấy chị mua hàng trên 500.000 là riêng ngày 12 tháng 12 được free ship. Nói chung là miễn sao cái đơn ngày hôm nay với tối hôm nay là được free ship đó. Ừ. Rồi ghi giùm em nha, chân váy. Ai lấy ghi giùm em là chân váy. Còn luôn á. Còn size gì?
Rồi áo này còn một cái. Rồi mà áo trắng này đẹp xỉu luôn, còn có cái. Rồi xe tặng luôn 50.000. Áo trắng nha, 50.000. Cái này là xe tặng mấy bà luôn á. Rồi ai lấy giùm em nhá, một mũ cho Thùy Vi. Chân váy là còn ML với XL em ơi. Chân váy mặc với áo này cũng xinh. Rồi còn L với XL, hết M luôn. Còn L với XL thôi, hết rồi mấy chị ơi, chân váy đi, chân váy về nhiều vậy mà không đủ mấy bà luôn á. Áo trắng này có 50.000 thôi mà siêu xịn luôn. Ở đây là nhúng nha mấy bà. Đó, áo có 50.000. M đó, M chị mặc đó. Vậy M còn một cái. Nước khoa đầy nhà luôn á mà chị bị chị có bầu bị nữa chứ. Chị có bầu á nên chị lười lai nước khoa lắm. Một nhà luôn. Chắc phải trên 1.000 chai á mà không có thời gian bán luôn. Không có thời gian với không có bầu bì á, mọi người ngửi nước khoa nhiều nó cũng ảnh hưởng á. Set dài có không vậy? Bánh Hoàng có nha. Chân váy còn một cái M cuối cùng. 47kg trở lên là 48kg trở lên là mặc được M. Còn lại là XL với L không nha mấy chị. Còn cái M cuối cùng bạn nào lấy thì chốt nha. Trắng 50 cho cà chua. Cái áo trắng này đẹp lắm. Còn có cái M thôi, bạn nào chốt nhanh thì còn M thôi chứ cũng hết luôn. Hết sạch luôn á. Ngố màu đen em còn một S này. Ngố màu đen. Cái áo sơ mi 130 hồi nãy còn không? Con kia. Sau cái cục ráp của Nhi á, sau cái cục ráp nè. Cất cái cục ráp ra sẽ thấy. Đó, màu nu kìa. Ở dưới, thấy không? Còn á. Vậy là còn cái áo sơ mi đó. Chị không có đăng ảnh luôn nè. Nè, cái sơ mi 130 này đúng không? Lấy không? Còn có cái luôn đó mọi người. May mà nó lòi ra chứ không là nếu nói hết luôn á. Đó, còn có cái luôn, 130. Lấy thì chốt lẹ nha, không có người lấy là không có người comment đầu là tôi để cho người ta đó. Chân váy size gì thì lấy luôn. Rồi quần giùm em nha. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá. Eo 72 mặc M em ơi. Đưa chị cái đó đi. Đưa chị cái sơ mi. Kiếm cho coi. Trời ơi, cái bọc này khéo mà ghi cái mực vô trong là lỗi cái áo luôn đó nè. Chân váy size gì? Rồi má ơi, xỉu á. Má mặc cái set này là xỉu luôn ấy. Em lấy chân váy size gì nè, nhanh đi con nè. Đi mẹ nó. Nó con gì nó cứ bu lên mặt chứ trời. Má xinh ha. Trời ơi. Má mặc cái set này mà nói chân váy 100.000 với lại cái áo này không ai tin luôn á. 230 nguyên cái set đó là không ai tin luôn á. Thiệt á. Chân váy size gì? Chân váy L với lại là áo cho Hoàng Trinh. Rồi Hoàng Trinh bảo đi mua cái thẻ cọc cho tôi luôn nha. Tối có chốt thêm thì chốt chứ không tôi không chốt thêm đâu. Tại khách mới không có ấy nha. Khách mới không có chốt nhiều được như vậy nha. Mua cọc giùm tôi đi, mua cái thẻ đi. Mua cái thẻ Vina hoặc là Vietnam Mobile đi. Chứ nhà không có xài Mobi đâu nha. Không xài Mobi, không xài Viettel đâu nha. Mua Vina đi. Chân váy size M cho Tạ Thị Thọ. Rồi hết M luôn. Đi mua cho tôi cái cọc thẻ Vina đi, 100.000 cọc cho tôi đi. Tối có chốt tiếp thì chốt. Mất công tối là cứ phải réo nhau nữa mệt á. Hiểu không? Thì vẫn đều. Rồi ghi giùm em nha, chân váy, quần. Quần giùm em nha. Thẻ Mobi có sẵn, bà cọc 100 giùm tôi đi. Cọc hai cái 50 đi, tại đơn hàng nhiều á. Rồi ghi giùm em nha. Cài tôi hai cái 100 đi bà. Rồi nha mọi người, quần là còn SML luôn. 130.000 quần này là màu siêu đẹp nhá. Đúng rồi. Vừa nha Hoàng Trinh. Rồi ghi giùm em nha. Quần SML giùm em đậu ơi, phá nha.
dồn đĩa của mẹ nha. Này đây hôn nè. Mày xảo xảo quá trời ơi. Hỏi mấy cô ơi, con của mẹ Dung có đẹp trai không? 60kg nhưng mà chỉ cao 1 mét mấy. Mẹ ơi, con đẹp trai không? Mẹ đẹp trai không? Đẹp trai giống mẹ Dung không? Mẹ Dung có em rồi, con sắp ra rìa rồi. Không đi ngủ đúng không? Đi chơi về là không đi ngủ đúng không? Đi ngủ rồi. Rồi hả? Rồi ghi giùm em nhé. Chỉ cao 1 mét, trên 1 mét 6 á thì vừa. Còn dưới 1 mét 5 mấy là không vừa, xa lở được. Rồi con đi xuống cho mẹ. Để ọt này. Ok ok. Đúng rồi nha Hoàng Trinh. Con đi ra cho mẹ bán hàng này, không có tiền mua sữa cho con bây giờ này. Phải có tiền để mới mua sữa được chứ. Rồi mấy chị ơi, ai lấy rồi thì ghi nhá, để em ọt. Tối em like thêm cho mọi người, tại cũng 3 giờ 15 rồi á. Ọp để đi, ôi giời. Ọp để ăn cơm đó mọi người ơi. Ăn được miếng nào ói ra miếng đó rồi. Mẹ ơi, mẹ cho con đưa hấu đi. Ui, đưa hấu chưa, mẹ chưa, cũng đĩa. Rồi bye bye mấy chị nha. Tối em like thêm một cái like nữa. Rồi mai chốt đơn nhá, chứ trưa mai em không có like nha mấy chị. Mẹ con đi. Trưa mà. Bye bye nha. Không, ừ. Tối 8 giờ nha. Tối 8 giờ cho mấy bà.